Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 111. Nói xong ông ta xoay người rời đi, khi đi đến cửa đại điện, ông ta bỗng dừng lại, ta đã quyết định dẫn nhà họ Phương về Ung Châu, bây giờ nhà họ Phương chúng ta không chỉ trở thành trò cười của Thành Quan Huyên, mà cũng đã trở thành trò cười của Ung Châu, Tiểu Ngự, cậu tự thu xếp ổn thỏa đi. Sau khi Phương Đình đi, Phương Ngự đứng ở cửa đại điện, lặng thinh hồi lâu. Lúc này Dương Việt xuất hiện bên cạnh Phương Ngự, y quay đầu nhìn Phương Ngự, hối hận sao? Phương Ngự lắc đầu, không hối hận. Dương Việt nhìn Phương Ngự, tại sao? Phương Ngự mỉm cười, bây giờ thế giới này không tốt như vậy, nhưng ta tin sau này Dương Huynh có thể làm cho thế giới này trở nên tốt hơn. Nói rồi gã xoay người rời đi. Dương Việt trầm mặc đứng đó một lúc, sau đó khẽ cười nói, huynh đệ. Người quả thực vừa ngu ngốc vừa ngây thơ, một nhân vật tuyệt thế như viện trưởng sao có thể làm huynh đệ với một người phàm như ngươi. Dứt lời, Dương Việt xoay người rời đi. Trong tinh không đặc biệt, Diệp Quân im lặng hồi lâu, sau đó xoay người nhìn Tịnh Tông Chủ bên cạnh, Tịnh Tông Chủ bỗng xoay người nhìn thẳng vào hắn, ván này ta thua rồi. Thoáng chốc khí tức kiếm đạo của Diệp Quân điên cuồng tăng lên, từng luồng kiếm ý trào ra từ trong người hắn. Lúc này toàn bộ thời không xung quanh hắn sôi sục, sau đó biến mất, cho dù là sức mạnh quang âm còn sót lại trong cơ thể hắn cũng bị tiêu diệt bởi kiếm ý của hắn. Vãi trưởng, lợi hại. Giọng nói run rẩy của Tiểu Tháp vang lên, chết tiệt, mẹ nó chứ, mau lên, mau lấy kiếm Thanh Huyên ra. Diệp Quân hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo, lấy kiếm Thanh Huyên ra. Tiểu Tháp phấn khích nói, cảm nhận được gì không? Diệp Quân lắc đầu, không. Tiểu Tháp phấn khích nói, ngươi để kiếm ý của ngươi đi vào trong kiếm Thanh Huyên đi. Mặc dù Diệp Quân cảm thấy ngờ vực nhưng vẫn làm theo, sau khi kiếm ý của hắn đi vào, hắn phát hiện có 9 ô vuông xuất hiện trên kiếm Thanh Huyên, 2 ô vuông trước mặt có kiếm quang. Thấy thế Diệp Quân cực kỳ kinh ngạc, Tháp gia, đây là... Tiểu Tháp bật cười, kiếm đạo cấp 9, đây là kiếm đạo cấp 9 mà cô ngươi làm cho ngươi. Nói đơn giản là nếu kiếm ý của ngươi có thể làm cho tất cả các ô vuông sáng lên thì tức là kiếm do kiếm ý của ngươi ngưng tụ có cấp bậc giống với kiếm Thanh Huyên hiện tại, lúc đó không dùng kiếm Thanh Huyên, kiếm ý của ngươi cũng có thể một nhát kiếm phá vỡ vạn pháp, ngoài các cường giả cực mạnh, chẳng hạn như người trước mặt ngươi, không ai có thể phá được kiếm ý của ngươi. Diệp Quân cảm thấy phấn khích, nói thế nếu tất cả các ô vuông đều sáng lên tức là thanh kiếm do kiếm ý của ta ngưng tụ có khả năng tương đương với kiếm Thanh Huyên. Tiểu Tháp cười nói, đúng thế, lợi hại lắm, ha ha. Diệp Quân trầm giọng nói, Tháp gia, trước kia sao không nói chuyện này với ta? Tiểu Tháp nói, trước đây ngươi quá yếu, nói thì có ích gì? Bây giờ cho dù ngươi đã từ số không lên một rồi, mặc dù ngươi chỉ làm sáng được 2 ô vuông nhưng cảnh giới kiếm đạo của ngươi chắc chắn không thua kém Phục Võ trước đây. Diệp Quân phấn khích nói, ta đỉnh thật, chỉ là tại sao cảnh giới kiếm đạo của ta lại đột nhiên tăng lên? Tiểu Tháp ngẫm nghĩ rồi nói, không đúng, không phải là ngươi lợi hại, là người trước mặt ngươi mạnh, là cô ta quá mạnh, vì đạo của cô ta đối lập với ngươi nhưng bây giờ cô ta đã công nhận đạo trật tự của ngươi từng chút, mẹ kiếp, nếu khiến cô ta công nhận ngươi hoàn toàn thì ngươi sẽ vô địch. Giống như Tiêu Dao kiếm tu công nhận ông nội ngươi năm đó, làm cho ông nội ngươi bay lên, mau, đi chinh phục cô ta đi. Diệp Quân vẫn không nói gì, Tịnh Tông Chủ bỗng nhìn bụng Diệp Quân, nứt. Giác. Tiểu Tháp bỗng nứt ra. Diệp Quân. Tịnh Tông Chủ bỗng nhìn Diệp Quân, đánh cược đi. Diệp Quân trầm giọng nói, cược gì? Tịnh Tông Chủ nhìn Diệp Quân, thiếu niên đó khiến ta hơi bất ngờ, nhưng gã không thấy đổi được gì. Người đi lại từ đầu, đi trong trật tự do ngươi thiết lập, không được gọi người, không được dùng thực lực tu vi của mình, nếu ngươi rơi vào bóng tối mà lòng vẫn có thể hướng về ánh sáng, hơn nữa bước ra. Diệp Quân tiếp lời, vậy cô sẽ giúp ta thiết lập trật tự, hoàn thiện trật tự. Tịnh Tông Chủ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nhìn cô ta. Tịnh Tông Chủ nói, nếu thất bại. Diệp Quân định nói gì, Tịnh Tông Chủ bỗng nói, ngươi tự tay hủy diệt vũ trụ Quan Huyên, thế giới sẽ không có trật tự. Diệp Quân híp mắt. Tịnh Tông Chủ khinh thường, không dám hả. Diệp Quân siết chặt hai tay. Trầm giọng nói, bây giờ vũ trụ Quan Huyên còn có kẻ thù. Tịnh Tông Chủ ngắt lời hắn, trước khi cuộc đánh cược hoàn thành,
bao nhiêu kẻ địch đến vũ trụ quan huyên, ta giết bấy nhiêu. Diệp Quân trầm giọng nói, thực lực của đa nguyên đạo đế đó. Tịnh Tông chủ lại ngắt lời hắn, ông ta dám bước chân vào vũ trụ quan huyên, ta sẽ khiến ông ta quỳ xuống trước mặt ngươi. Tiểu tháp. Diệp Quân nhìn Tịnh Tông chủ một lát cược. Đánh cược một phen này. Diệp Quân nhìn Tịnh Tông chủ với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Đây không phải quyết định nhất thời, mà là nghiêm túc. Trước giờ hắn vẫn đặt trọn tâm trí vào việc trở nên mạnh hơn và chinh phục vũ trụ, hoàn toàn không biết cũng không quan tâm đến cái gọi là trật tự vũ trụ mới do mình lập ra. Hắn chỉ hy vọng trật tự này có thể giúp người trẻ tuổi không đánh mất hy vọng vào tương lai. Giờ đây hắn muốn trải qua những quy tắc mình tạo ra để xem chúng nó rốt cuộc như thế nào. Chưa nếm trải thì không biết khó khăn, vì vậy hắn muốn tự mình thể nghiệm. Tịnh Tông chủ và Diệp Quân nhìn vào mắt nhau. Hắn đang hoàn toàn nghiêm túc. Tịnh Tông chủ mở miệng nhưng chưa kịp nói chuyện thì nhíu mày, liếc nhìn sang bên. Diệp Quân nhìn theo, xuyên qua nhiều tầng thời không, thấy được đại đạo quang âm vàng óng xuất hiện ở nơi xa. Từ đó đi ra năm cường giả, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng với khí chất bất phàm. Bốn người đi theo sau ông ta đều mặc áo giáp vàng. Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua vô vàn thời không, cuối cùng nhìn thấy Diệp Quân và Tịnh Tông chủ. Ông ta mở miệng, tại hạ Vô Triều, điện ti của thập nhị điện thuộc Quang Âm Đạo Điện. Tịnh Tông chủ nhíu mày quát, cút ngay. Cút. Lời vừa dứt đã khiến Vô Triều biến sắc, ông ta vung tay phải, thả một luồng sức mạnh ra, nào ngờ chỉ một khắc sau, cả năm người đã bị đánh văng ra khỏi vũ trụ quan huyên, rơi xuống một nơi nào đó không rõ. Cút là cút thật. Vu Triều và bốn người kia tái mặt trong kinh hoàng. Trước khi đến đây họ cũng biết nơi này có cường giả bí ẩn, nhưng vì cho rằng cường giả văn minh cấp thấp như này thì mạnh được đến đâu nên đã xem thường. Không ngờ người kia lại mạnh đến vậy. Vu Triều nhìn về nơi ban nãy với vẻ kiêng kỵ, không ngờ nền văn minh này trừ đa nguyên đạo đế ra vẫn còn cường giả bực này, chẳng biết có tên trong bảng cấm kỵ không. Bảng cấm kỵ. Ba chữ này khiến các cường giả kia biến sắc. Đó là một danh sách có từ xa xưa, những ai được điền tên đều là người mạnh nhất vũ trụ, đến nỗi bị xem là cấm kỵ. Vị nhất điện chủ trong quá khứ đã từng đứng đầu bảng đó. Một cường giả nói, có lẽ là không. Người này tuy mạnh nhưng không nằm trong danh sách đề phòng của Quang Âm Đạo Điện, tuy vậy chúng ta vẫn phải cẩn thận. Vu Triều gật đầu, không thể xem thường bằng mọi giá. Lần này vốn định giúp đa nguyên đạo đế để kết giao ân tình, không ngờ người bên Diệp Quân lại khó lường như vậy, phải trở về điều tra kỹ càng. Rồi dẫn theo mấy người kia biến mất. Thời không đặc biệt ở vũ trụ quan huyên. Tịnh Tông chủ im lặng nhìn Diệp Quân. Hắn hỏi, cô nói thế nào, ta làm thế ấy. Hắn muốn người này phải thua tâm phục khẩu phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông nội năm xưa cũng từ hai bàn tay trắng trở thành người mạnh nhất thế gian thì sao hắn lại không thể. Hắn không tin mình chỉ là một thằng vô dụng nếu không có chỗ dựa và nhân mạch. Tịnh Tông chủ vươn một bàn tay ra. Diệp Quân chần chừ một chút rồi đặt tay mình vào, cảm nhận tay đối phương rất mềm. Nhưng một khắc sau, đồng tử hắn đã co rụt lại. Quỳnh! Chỉ trong một chớp mắt mà toàn bộ cảnh giới của hắn bị xóa sổ. Cảnh giới kiếm đạo cũng không còn. Tất cả trở về con số 0. Diệp Quân ngớ người. Không dừng lại ở đó, quần áo của hắn cũng tan thành cho bụi, mà cơ thể thì tan biến từng chút một. Ngũ quan bắt đầu vặn vẹo sai lệch, cảm giác như thân thể mình đang bị lăng trì thành từng mảnh nhỏ. Tịnh Tông chủ lẳng lặng nhìn hắn, không có ý định dừng lại. Diệp Quân phải chịu nỗi đau không thuộc về mình nhưng vẫn ráng nhịn xuống không chịu đầu hàng. Nhìn thẳng vào mắt đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Cuối cùng, thân thể kiếm ý vô địch của Diệp Quân bị hủy, chỉ còn lại thần hồn. Tịnh Tông chủ hé miệng tụ. Thân thể Diệp Quân chậm rãi ngưng tụ lại thành hình mới tinh. Nhưng chỉ là thân thể phàm thai tầm thương. Tịnh Tông chủ vừa định thu tay về thì bị Diệp Quân tóm lấy. Cô ta nhíu mày. Diệp Quân nói, còn thần hồn nữa. Nó cũng mạnh lắm, cô giúp ta tẩy nó đi. Tịnh Tông chủ nhìn hắn một hồi,
cơn đau từ thần hồn ập đến mạnh hơn thân xác cả trăm lần khiến Diệp Quân trợn mắt. Lập tức té xỉu. Hắn đã không còn thân xác hùng mạnh lẫn tu vi, không thể chịu nổi nỗi đau này. Tịnh Tông chủ trầm ngâm một hồi rồi thu tay về, chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt tay lên giữa trán Diệp Quân, khắc một pháp ấn vào. Quỳnh! Tiểu tháp bị phong ấn ngay lập tức. Tiểu tháp! Nói chuyện thì vẫn được nhưng công năng thì không dùng được nữa rồi. Tịnh Tông chủ nhìn vào trong tiểu tháp, thấy Ngao Thiên Thiên còn đang bế quan chuẩn bị đột phá trong thời không đặc thù. Tiểu tháp nhắc nhở, còn kiếm Thanh Huyên. Tịnh Tông chủ liếc nhìn nó. Tiểu tháp im luôn. Nó cũng hy vọng Diệp Quân có thể thay đổi thật sự chứ không chỉ nói suông. Thời khắc này chính là một cơ hội tuyệt hảo khi Tịnh Tông chủ sẽ giúp hắn chống lại ngoại địch, nhưng đây cũng là một lần đánh cược. Nếu Diệp Quân không thể tự mình bước ra thì nhiệm vụ của nó sẽ kết thúc sớm. Bởi vì khi ấy thế gian sẽ có thêm một tên vua dựa dẫm, mà tiểu tháp nó sẽ trở thành đồ thừa. Hơn ai hết, nó mới là người mong Diệp Quân có thể bước ra từ trong khốn cảnh. Nó hy vọng tất cả những người nó từng hỗ trợ đều có thể trở thành vô địch. Tịnh Tông chủ vươn tay, gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Cô ta liếc nhìn nó một cái rồi thu kiếm vào. Diệp Quân bây giờ hai bàn tay trắng. Không thể dùng tiểu tháp. Không có kiếm Thanh Huyên. Cảnh giới cũng mất. Cảnh giới kiếm đạo không còn. Thân xác chẳng đáng nói. Tịnh Tông chủ vung tay làm Diệp Quân biến mất, rồi xoay người nhìn vào vũ trụ, ngươi sẽ hối hận. Như cảm nhận được điều gì, cô ta nhìn về phía Diệp Quân biến mất rồi nhíu mày, ánh mắt lạnh đi, trong thời gian đánh cược, ngươi mà dám đụng vào hắn hoặc phá vỡ quy tắc thì đừng trách ta đổ sát cả văn minh của ngươi. Lâu thật lâu sau, Diệp Quân mở mắt ra. Rồi lập tức bật dậy. Hắn đang nằm giữa đường cái với người qua người lại kế bên. Cảm nhận thân thể của mình, thấy cảnh giới, thân xác và cảnh giới kiếm đạo đã biến mất. Bấy giờ mới nhớ ra vụ cược giữa mình và Tịnh Tông chủ. Hắn gọi, tháp ra ơi. Tiểu tháp, nghe. Diệp Quân nhìn xung quanh, đây là đâu vậy? Tiểu tháp, không biết nữa. Ta bị phong ấn trong cơ thể ngươi, bây giờ chỉ có thể nói chuyện được thôi chứ không làm gì được, ta thành bùa may mắn rồi. Diệp Quân. Tiểu tháp, Tịnh Tông chủ bảo nếu trong vòng 3 năm, ngươi có thể thành công gia nhập thư viện Quan Huyên ở thành Quan Huyên thì sẽ vượt qua ải thứ nhất. Diệp Quân ngẩn ra, vậy thôi hả? Gia nhập trong 3 năm cũng đâu có gì khó. Hắn cười, không cần đến 3 năm, 1, 0, nửa năm thôi là ta làm được. Tiểu tháp, ghê đấy, ta tin ngươi. Diệp Quân đứng dậy, nhìn xung quanh rồi quyết định tìm hiểu xem đây là nơi nào. Dung mạo hắn đã bị thay đổi, tuy không nhiều nhưng sẽ không ai nghĩ tới viện trưởng. Hỏi thăm một hồi, hắn đã biết nơi này là đâu. Cũng hãi hùng vô cùng. Bởi vì đây là Thanh Châu nơi cha hắn từng sinh ra. Không ngờ Tịnh Tông chủ lại đưa hắn đến đây. Diệp Quân lại điều tra về các thế lực lớn tại địa phương. Thư viện Quan Huyên đương nhiên đứng đầu, sau là Tiên Bảo Các và Kiếm Tông, tiếp đó là ba đại gia tộc họ Diệp, Thác Bạt và Tần. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, quyết định gia nhập Kiếm Tông. Dù sao cũng là kiếm tu, nơi đó sẽ phù hợp hơn là thư viện. Hắn hỏi thăm địa chỉ Kiếm Tông rồi bắt đầu lên đường, sau đó thấy nhức cả người. Bởi vì từ đây đi đến đó phải cách cả ngàn dặm. Đi bộ chắc cũng nửa năm. Mà hắn lại không có tiền. Tiền đâu? Diệp Quân đau cả đầu. Từ khi rời nhà họ Diệp đến giờ, hắn đã bao giờ thiếu tiền đâu. Nhưng đó là thứ yếu, quan trọng nhất là hắn đói bụng. Bây giờ không còn ích cốc như trước nữa. Phải kiếm tiền thôi. Diệp Quân hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Hắn nghĩ tới Tiên Bảo Các. Nơi này cho vay tiền. Diệp Quân vội vàng chạy đến thì bị một quản sự chặn lại, làm gì đấy? Diệp Quân, đến vay tiền. Quản sự chỉ sang bên phải, qua đó xếp hàng. Xếp hàng. Diệp Quân sửng sốt nhìn theo, thấy một hàng 10 người đang xếp hàng trước một ô cửa. Hắn chần chừ hỏi, không xếp được không? Quản sự liếc xéo, được, ai mở tài khoản trên 10 triệu linh tinh thì trở thành khách quý, không phải xếp hàng. 10 triệu linh tinh.
Diệp Quân đào đâu ra số tiền đó nên im mồm. Hắn lại thấy bên kia có 5 quầy nhưng chỉ có một quầy làm việc, tò mò hỏi, sao mấy quầy kia lại trống? Sắp xếp thêm vài người nữa thì hiệu suất sẽ cao lên, còn tiết kiệm thời gian nữa. Quản sự, thời gian của người nghèo không có giá trị, không cần tiết kiệm. Diệp Quân, Tiểu Tháp. Diệp Quân nghe quản sự nói vậy thì mặt đần thối ra. Hắn chợt ý thức được không chỉ nội bộ thư viện Quan Huyên có vấn đề mà Tiên Bảo Các cũng có. Quản sự ra vẻ mỉa mai, khỏi nói cũng biết ngươi không có xu nào trong túi rồi đúng không? Diệp Quân phật lòng, ngươi không sợ bị khiếu nại à? Quản sự cười, khiếu nại gì? Ta nói ngươi đi xếp hàng là đúng quy định thì có gì phải khiếu nại? Buồn cười. Rồi hắn ta liếc xéo, giờ ngươi khỏi xếp hàng nữa. Diệp Quân nhíu mày, vì sao? Quản sự, vì ta thấy ngươi không có tư cách. Sắc mặt Diệp Quân trầm hẳn đi. Quản sự cười, không phục thì đi khiếu nại đi. Hai tên thị vệ đi tới, nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt bất thiện. Hắn nói, ta muốn khiếu nại. Quản sự ở gần đó ngoái lại cười, ra cửa rẽ phải. Diệp Quân hậm hực nhìn hắn ta rồi rời khỏi Tiên Bảo Các. Hắn rẽ phải, nhìn thấy một các điện nhỏ cũng có rất nhiều người đang xếp hàng. Hắn im lặng đi ra sau chót. Một hồi lâu sau mới đến lượt Diệp Quân, nào ngờ hắn vừa nhấc chân đi vào thì bị một lão già chặn lại, ba viên linh tinh. Diệp Quân nhíu mày, ba viên linh tinh. Lão già gật đầu, ừ. Diệp Quân, ta đến khiếu nại mà cũng phải đóng tiền à. Lão già tỏ ra phật lòng, khiếu nại cũng cần tra giấy tờ sổ sách, hao tốn nhân lực thời gian, tất cả đều là chi phí thì đương nhiên phải trả tiền rồi. Diệp Quân đưa ra. Lão già nóng nảy, lẹ lên nhường chỗ cho người đằng sau làm, đừng có cản trở. Sắc mặt Diệp Quân thúi hoắc nhưng lại không còn cách nào khác. Hắn không xu dính túi, đành phải im lặng rời đi. Bỗng một ông lão chợt đến gần hỏi, chàng trai, lần đầu đi khiếu nại à? Diệp Quân gật đầu, vâng. Ông lão lắc đầu, còn non trẻ quá. Diệp Quân, vì sao lại nói thế? Ông lão thở dài, người không biết rồi, người tu luyện bây giờ thường thả nhìn chứ không ai đi kiện cả. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Ông lão, không chỉ sợ bị bắt oan mà còn ngại phiền phức nữa. Một khi kiện là giày vò qua lại khổ lắm, tốn thời gian, tiền bạc, công sức mà có khi còn thất bại. Ông ta thở dài nặng nề. Diệp Quân im lặng. Không phải hắn không hiểu thói đời, mà đến đây khiếu nại chỉ để xem cách này có khả dĩ hay không, nhưng xem ra nó đã trở thành hình thức rồi. Hết cứu. Ánh mắt Diệp Quân trở nên phức tạp, biết rằng mình lực bất tòng tâm nên không tiếp tục khiếu nại nữa. Bằng không chỉ có đường chết. Thực tế chính là vậy. Diệp Quân bước đi trên đường. Biết rằng những gì mình vừa trải qua chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Trật tự. Nếu đây không phải trật tự tốt thì cũng không phải chuyện gì tốt với người tu luyện bình thường dưới nó. Ọt. Bao tử hắn chọn đúng lúc này để lên tiếng. Diệp Quân đen cả mặt. Trật tự gì chứ, lấp đầy bụng đi rồi nói tiếp. Diệp Quân nhìn xung quanh, thấy trên đường có không ít hàng quán, nhưng giờ đây hắn không xu dính túi. Chỉ có thể nhìn. Hắn hỏi, Tháp gia, cha ta sẽ làm gì nếu gặp phải cảnh này? Tiểu Tháp, cha ngươi có bao giờ nghèo đâu? Diệp Quân. Tiểu Tháp, nhưng ta nghĩ cha ngươi sẽ đi dụ người ta á. Dụ à? Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi đi đến trước hàng bánh bao. Hắn chần chừ nhìn mấy cái bánh nóng hầm hập, chủ quán là một bà thím vóc dáng to lớn, mặc quần áo bằng vải thô. Cánh tay to như chảy gỗ trông đáng sợ vô cùng. Bà thím nhìn hắn, nói, ba văn một cái. Người ở tầng dưới chót thường dùng tiền bạc, chỉ có người tu luyện dùng linh tinh. Diệp Quân dè dặt hỏi, bán chịu không thím? Da mặt dày ngang tường thành như hắn bây giờ cũng phải đỏ mặt. Tiểu Tháp. Bà thím im lặng đánh giá hắn. Diệp Quân cảm thấy khí thế của bà ta còn ghê gớm hơn cả Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế. Bà thím cười, thím kiểu này bán 18 năm, lần đầu tiên thấy có người mua bánh bao mà còn mua thiếu. Giọng bà ta vốn oang oang rất lớn, vừa cất lên thì bốn phía đều nghe thấy. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Diệp Quân.
mặt có dày tới đâu cũng chịu không nổi, làm hắn như ngồi bàn trông. Bỗng có một đứa bé trai tầm 13, 14 tuổi, đầu đội chiếc mũ rách, mặt lấm lem bùn đất chui ra trước mặt hắn. Trong lúc hắn còn không hiểu chuyện gì thì nó đã vơ lấy mấy cái bánh nhét vào tay hắn, bản thân cũng cầm theo mấy cái nữa rồi chạy biến. Diệp Quân! Ê! Bà thím gầm lên, có ăn trộm. Âm thanh rền vang như sấm làm nhức cả tai. Diệp Quân hoàn hồn, thấy bà ta vồ tới như một ngọn núi khổng lồ thì tài mặt, lập tức quay đầu bỏ chạy. Bà thím hồng hộc vừa đuổi theo vừa quát, tới cái bánh bao cũng không mua nổi. Thì còn làm được cái gì hả? Diệp Quân! Cũng may vì bà ta quá béo nên không đuổi theo lâu được, chẳng mấy chốc đã ngồi bệt xuống thở hổn hển. Một gã bán thịt cầm dao mổ heo chạy tới, tức giận quát theo bóng Diệp Quân và thằng bé kia chạy mất, có cái bánh mà cũng đi trộm. Vô nhân tính! Ánh mắt ông ta dịu đi khi nhìn bà thím, đi báo quan đi thím Kiều, để quan trên chỉ tụi nó. Nhưng bà thím lại lắc đầu xua tay, thôi, có mấy cái bánh à? Tụi nó mà còn cách khác thì cũng đã không làm vậy, xem như tôi hành thiện tích đức vậy. Bà ta đứng dậy phủi mông rồi đi mất. Người bán thịt theo sau. Bên kia, Diệp Quân theo dấu thằng bé chạy tới một ngôi miếu đổ nát ở một nơi hẻo lánh không ai ở. Thằng bé bật dậy khi thấy hắn bước vào, hai mắt lom lom nhìn hắn. Diệp Quân ngạc nhiên nhận ra đây là một đứa bé gái, chỉ vì ăn mặc giống con trai quá nên hắn đã nhầm. Con bé cứ im lặng nhìn hắn. Thấy Diệp Quân đi tới, con bé lấy một cái bánh ra bắt đầu ăn, hai mắt vẫn không rời khỏi hắn. Diệp Quân mới sực nhớ mình cũng cầm được mấy cái bánh trong tay, hầu kết chuyển động. Đói muốn chết rồi. Trước kia hắn sống ở nhà họ Diệp rất sung sướng, chưa phải chịu đói bao giờ. Con bé im lặng vừa ăn vừa nhìn hắn. Diệp Quân nghĩ một hồi, nói, làm vậy là không đúng. Con bé tiếp tục lấy cái bánh thứ hai ra ăn. Diệp Quân nghiêm giọng, ăn cướp là sai. Con bé xen vào, giờ có ăn không? Diệp Quân, làm như vậy là rất sai. Con bé, vậy đi trả cho bà đi. Diệp Quân im lặng hồi lâu, ý ta là, tạm thời không đúng. Vì đói quá nên hắn cũng lấy bánh ra ăn. Vừa cắn một cái thì hai mắt sáng ngời, ngon quá. Tiểu tháp. Diệp Quân ngấu nghiến ăn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đói cồn cào như vậy. Con bé chỉ im lặng liếc một cái rồi ăn phần mình tiếp. Cả hai nhanh chóng ăn hết bánh. Diệp Quân dựa lưng vào tường, hỏi con bé, muội tên gì? Con bé không đáp. Hắn đành mở lời, ta là Diệp Dương. Con bé vẫn im lặng. Diệp Quân định nói tiếp thì nó mở miệng, ra cảnh xa sút à. Diệp Quân tò mò, sao muội biết? Con bé thở ơ, thấy cách ăn mặc nói năng của ngươi, không giống người thường. Diệp Quân tỏ ra hứng thú, chưa kịp hỏi thì con bé lại nói, ngươi ngu lắm, không chịu thay đổi thì chờ chết đói đi. Mặt hắn xa sầm. Con bé không nói gì nữa mà cẩn thận rút một quyển sách ra, chăm chú đọc. Diệp Quân nhìn, thấy sách có tên Cổ học. Hắn biết đây là sách gối đầu của rất nhiều người ở thư viện Quan Huyên, cũng là quyển được đọc nhiều nhất. Bèn ngạc nhiên hỏi, em thích đọc nó. Con bé liếc sang, ừ. Diệp Quân, ta biết trong sách có viết không được trộm cắp, không được cướp bóc. Con bé, đọc sách là vì tương lai, cướp bóc là để sinh tồn. Có gì sai sao? Diệp Quân nghĩ một hồi, có sai. Con bé nhìn xoáy vào hắn, vậy trả bánh đây. Tiểu tháp. Diệp Quân rơi vào im lặng, nói, đúng là đúng, sai là sai. Nhưng có lúc đạo lý cũng phải xem thời điểm. Con bé ngắt lời hắn, nếu ngươi thả chết đói cũng không ăn bánh thì ta công nhận ngươi đúng, nhưng ngươi đã ăn rồi thì có tư cách gì nói đúng sai. Diệp Quân ngẩn ra rồi cười lên, thọ giáo. Con bé quay lại đọc sách. Diệp Quân dựa vào tường, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, thì thầm trong lòng, tháp ra à, ta phải đi làm kiếm tiền thôi, bằng không chưa đến kiếm tông đã chết đói rồi. Ngươi nói xem có việc gì đơn giản dễ làm không? Tiểu tháp, bán thân đi. Diệp Quân. Tiểu tháp, cha ngươi từng làm rồi đó. Bỗng nó như cảm nhận được gì mà ré lên, đờ mờ. Vừa nói xong,
nó đã xuất hiện ở một vùng tinh không xa lạ. Nơi có một người đàn ông và một người phụ nữ đều mặc áo trắng đang nhìn nó. Tiểu tháp. Trong tinh không, tiểu tháp run lên bần bật. Người đàn ông áo trắng cười, tháp ra, thương lượng một chuyện nhé. Tiểu tháp run rẩy đáp, tiểu chủ, không cần thương lượng, người cứ ra lệnh là được. Người đàn ông áo trắng bật cười, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là sau này nói nhiều lời hay ý đẹp về ta trước mặt con trai ta hơn, chẳng hạn như những chiến tích anh dũng bất bại của ta khi xưa, kể nhiều cho nó nghe vào, ngươi hiểu ý của ta chứ. Tiểu tháp vội nói, hiểu rồi, sau này nhất định phải kể nhiều hơn về những chuyện tiểu chủ đã lừa đảo, à không phải, là những chuyện vô địch bất khả chiến bại. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, vất vả cho ngươi rồi. Tiểu tháp vội đáp, không không, ta nhất định sẽ trợ giúp tiểu chủ, để cậu ấy vượt qua kiếp nạn này. Người đàn ông áo trắng gật đầu, làm phiền tháp ra rồi. Nói rồi ông ấy gõ nhẹ, tiểu tháp lập tức biến mất. Trong mắt người đàn ông áo trắng hiện lên vẻ lo lắng, ông ấy khẽ nói, Thanh Nhi, trận chiến đại đạo lần này tên nhóc ấy sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, không biết nó có vượt qua được không? Người phụ nữ váy trắng dịu dàng đáp, trẻ con chơi đồ hàng thôi, không cần lo lắng. Người đàn ông áo trắng lắc đầu cười, ta biết, là do ta đã phải chịu khổ quá nhiều nên bây giờ không muốn nhìn thấy thằng bé phải chịu khổ, nhưng con đường đại đạo vẫn phải do thằng bé tự đi, thật ra cũng tốt. Cha xuất sắc thế này, làm sao con có thể kém được? Chắc chắn thằng bé sẽ làm được, ha ha. Người phụ nữ váy trắng nhìn người đàn ông áo trắng với ánh mắt dịu dàng đằm thắm. Thanh Châu. Thấy tháp gia đột nhiên không trả lời, Diệp Quân hơi khó hiểu, tháp gia, không có tiếng trả lời. Diệp Quân đang định hỏi tiếp thì nghe tiểu tháp nói, bán máu đi. Nghe thấy tháp gia nói thế, sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm. Tiểu tháp nói, đây là cách đơn giản trực tiếp nhất, lại còn đỡ phiền. Huyết mạch. Diệp Quân cau mày, hắn cảm nhận huyết mạch, ba loại huyết mạch vẫn còn nhưng đã bị áp chế, có nghĩa là hắn không thể sử dụng sức mạnh huyết mạch được nữa. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này, cô bé bên cạnh bỗng ngồi xuống bên cạnh hắn, cô bé hỏi, ngươi biết chữ à? Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, nhìn cô bé rồi gật đầu, ừm. Cô bé chỉ vào một đoạn văn, đoạn này đọc như thế nào? Diệp Quân nhìn theo tay cô bé chỉ, mỉm cười, đừng chỉ trích người khác quá đáng, phải xem người ta có chịu được không, dạy người hành thiện đừng dùng lý lẽ cao siêu quá, phải để họ tự mình thực hành. Cô bé hỏi, có nghĩa là gì? Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi giải thích, công kích, chỉ trích khuyết điểm hoặc hành vi xấu của người khác đừng nghiêm khắc quá, phải xem đối tượng bị chỉ trích có chịu được không? Dạy người hành thiện đừng dùng lý lẽ quá cao thâm, nên tùy theo đối tượng được dạy để người đó có thể tự mình thực hành được. Cô bé nhìn Diệp Quân, người biết nhiều thật đấy. Diệp Quân cười khẽ, trước đây ta đã từng đi học mấy năm. Cô bé gật đầu, tiếp tục đọc. Diệp Quân đột nhiên nói, sao muội không đến thư viện? Ta nhớ thư viện có mở lớp học miễn phí cho học viên nghèo mà. Cô bé nhìn Diệp Quân, người thật ngây thơ. Diệp Quân. Tiểu tháp nói, thư viện của ngươi thật nhiều vấn đề. Diệp Quân trầm giọng hỏi, muội có thể nói cho ta nghe không? Cô bé bình tĩnh nói, không có gì để nói cả. Diệp Quân bảo, ta khá tò mò. Cô bé nhìn Diệp Quân, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc không giống như đùa, một lát sau cô bé mới nói, ngươi biết trên đời có bao nhiêu người nghèo khó không? Diệp Quân lắc đầu. Vấn đề này. Hắn thật sự không biết. Cô bé nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta cũng không biết có bao nhiêu, nhưng ta biết lớp miễn phí của thư viện kia, đặc biệt là lớp tu luyện võ đạo miễn phí ấy, mỗi lần đều có ít nhất vài chục nghìn người tới dành, mà mỗi lần thư viện chỉ cho hơn 1.000 người vào nghe, lúc đầu mọi người đều có cơ hội, bởi vì mỗi ngày đều được chọn ngẫu nhiên, nhưng sau này, muốn được vào thì phải nộp 10 viên linh tinh. Nghe vậy, Diệp Quân sửng sốt, run rẩy hỏi, 10 viên linh tinh. Một cái bánh bao cần 3 đồng bạc, mà một viên linh tinh có thể đổi được 1.000 đồng bạc. Cô bé gật đầu, ừm. Diệp Quân hỏi tiếp, vậy nghĩa là những người có thể đến nghe miễn phí đều không phải người nghèo thật sự, đúng không? Cô bé khẽ gật đầu, những vị trí ấy đều đã được một số thế gia và tông môn đặt trước.
Thế gia và tông môn hàng đầu như nhà họ Dương và Kiếm Tông thì không quan tâm, nhưng phía dưới vẫn còn vô số thế gia nhỏ và tông môn nhỏ, đệ tử của họ và thành viên gia tộc chưa chắc đã có thể vào được thư viện Quan Huyên. Lúc này, lớp tu luyện võ đạo miễn phí rất quan trọng với họ, bởi vì thư viện quy định mỗi năm lớp miễn phí đều có 30 học sinh có thể chính thức gia nhập thư viện. Càn rỡ! Diệp Quân bỗng nhiên nổi giận, sao bọn họ dám càn rỡ như thế? Tuy Diệp Quân đã mất tu vi, nhưng khí thế vẫn còn, hắn vừa nổi giận đã khiến sắc mặt cô bé thay đổi, cô bé vô thức lùi lại, sợ hãi nhìn hắn. Sắc mặt Diệp Quân cực kỳ khó coi, hắn không ngờ phúc lợi hắn đặt ra lúc đầu cũng bị những thế gia và tông môn đó lợi dụng. Tiểu Tháp lên tiếng, sở dĩ bọn họ dám làm vậy đương nhiên là vì lợi ích, người nghĩ xem, 1.000 vị trí, mỗi người 10 viên linh tinh, một lần sẽ được 10.000 linh tinh. Đây không phải trụ sở chính của thư viện Quan Huyên, 10.000 viên linh tinh, hơn nữa còn là mỗi ngày 10.000 viên, đủ để khiến một số kẻ mạo hiểm rồi. Sắc mặt Diệp Quân âm trầm đáng sợ. Tiểu Tháp nhẹ giọng nói, thực ra, ta cũng rất bất ngờ, cảnh tượng này thật sự quá chấn động. Diệp Quân hít sâu một hơi, nhìn cô bé trước mặt, bọn họ làm trắng trợn như vậy, chẳng lẽ không có ai quản lý à? Cô bé nhìn hắn, người có thể quản lý sẽ không quản đâu. Vì bọn họ đều không quan tâm tới những chuyện nhỏ này, chẳng hạn như viện chủ của thư viện, bọn họ chỉ quan tâm Thanh Châu có thể có được mấy yêu nghiệt tuyệt thế, sau đó đánh bại châu khác trong cuộc chiến 3 năm một lần, giành lại danh tiếng cho Thanh Châu, kiếm được nhiều lợi ích cho Thanh Châu hơn nữa, hoặc là đến tổng viện kết giao với nhiều cường giả hơn, mà những người không thể quản lý thì lại càng không dám quản. Ai lại làm chuyện mà sẽ đắc tội nhiều người chứ? Diệp Quân im lặng. Cô bé chợt hỏi, tại sao gia đình ngươi lại lụi bại? Diệp Quân sắp xếp dòng suy nghĩ, vì ta không phấn đấu. Cô bé gật đầu, nhìn ra rồi. Mặt Diệp Quân đen xì, muội nhìn ra bằng cách nào? Cô bé đáp, rất ngốc, rất ngây thơ. Diệp Quân. Tiểu Tháp. Cô bé chợt cất cuốn sách đi, giấu nó dưới tượng đá, nhưng nghĩ tới điều gì, cô bé nhìn Diệp Quân, Diệp Quân khẽ cười, ta sẽ không trộm đâu. Cô bé gật đầu, nhưng không đặt cuốn sách xuống mà cầm cuốn sách lên và bước ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Quân lập tức cứng đờ. Việc làm của cô bé thật sự khiến người khác tổn thương. Sau khi cô bé đi, Diệp Quân ngồi trên đất, dựa vào tường đá, nhẹ giọng nói, Tháp gia, ta bỗng cảm thấy khi xưa cha ta nên nuôi ta một cách buông thả hoàn toàn. Tiểu Tháp hỏi, vì sao? Diệp Quân cười tự giễu, bởi vì rất nhiều suy nghĩ của ta thực sự rất ngây thơ, bây giờ ta đã hiểu được ánh mắt cô nhìn ta khi ta nói với cô chuyện muốn thiết lập trật tự rồi. Không phải cô không tin ta, mà là cô đã nhìn ra rất nhiều vấn đề, mà ta lúc đó lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ có lòng nhiệt huyết. Nói rồi, ánh mắt hắn chợt trở nên kiên định, ta phải cảm ơn Tịnh Tông Chủ, nếu không có cô ấy, có thể cả đời này ta cũng không được thấy những vấn đề này. Tiểu Tháp nói, cô ấy bảo nếu như ngươi ở trong bóng tối mà trái tim vẫn có thể hướng về ánh sáng, thì cô ấy sẽ công nhận ngươi, giúp đỡ ngươi, lần này ngươi thật sự phải cố gắng thật nhiều đấy. Diệp Quân gật đầu bảo, Tháp gia, ta phải giải quyết bữa tối thế nào? Tiểu Tháp. Diệp Quân mỉm cười rồi đi ra ngoài, hắn vốn định đến Kiếm Tông nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thay đổi kế hoạch trước, hắn phải kiếm một ít đã. Tuy bây giờ hắn không có tu vi nhưng muốn tìm được việc có lẽ cũng không khó. Nghĩ tới đây, Diệp Quân đi ra ngoài, không lâu sau, hắn đến thành chủ của Thanh Châu. Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Quân vẫn quyết định đến Tiên Bảo Các, bởi vì Tiên Bảo Các có rất nhiều tiền, hắn muốn xin làm quản sự. Cấp bậc cao nhất ở phân các Tiên Bảo Các là trưởng lão ngoại các, dưới đó là chủ quản sự, mà dưới chủ quản sự vẫn còn 12 tiểu quản sự nữa. Hắn vẫn tự nhận thức được bản thân mình là ai, mục tiêu của hắn là tiểu quản sự. Sau khi đến Tiên Bảo Các, biết hắn muốn xin việc, một nữ chủ sự hỏi, muốn ứng tuyển vị trí nào? Diệp Quân đáp, quản sự. Nữ chủ sự giật mình, quản sự. Diệp Quân gật đầu, đúng. Nữ chủ sự nhìn Diệp Quân, có hồ sơ xin việc không? Diệp Quân hơi khó hiểu, hồ sơ xin việc gì? Nữ chủ sự nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, ta đã có kinh nghiệm làm việc, ta nghĩ mình có thể đảm nhiệm được công việc này.
Nữ chủ sự quan sát Diệp Quân, thứ nhất, người muốn ứng tuyển quản sự thì phải đưa hồ sơ xin việc cho chúng ta trước, sau đó chúng ta sẽ điều tra ngươi xem ngươi có phù hợp không, sau đó sẽ gọi ngươi tới phỏng vấn trực tiếp, cuối cùng vẫn phải chờ cấp trên phê duyệt mới có thể quyết định ngươi có phù hợp hay không được. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ một vị trí quản sự nhỏ thôi mà lại phiền phức đến thế. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, hỏi ta phải nộp hồ sơ như thế nào? Nữ chủ sự lắc đầu, ngươi không cần nộp nữa. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Nữ chủ sự thờ ơ nhìn hắn, ta làm việc ở đây đã được 15 năm, bất kể là thành tích hay năng lực, ta đều có thể làm quản sự, nhưng ta vẫn không thể làm quản sự được, ngươi có biết vì sao không? Diệp Quân không hiểu, vì sao? Nữ chủ sự nhìn Diệp Quân, ta không muốn nói chuyện với kẻ ngốc. Diệp Quân. Nữ chủ sự đột nhiên hỏi, có một việc này, ngươi có muốn làm không? Diệp Quân hỏi, việc gì? Nữ chủ sự đáp, dọn dẹp vệ sinh. Diệp Quân. Tiểu tháp. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân, nữ chủ sự lắc đầu, cao ngạo phải có năng lực mới được, không có năng lực mà vẫn cao ngạo thì chỉ có hại mình thôi. Diệp Quân không nói nên lời. Lúc này, một ông lão cách đó không xa đột nhiên nói, Úc Nhã, qua đây giải quyết chút chuyện đi. Nghe ông lão gọi, người phụ nữ tên Úc Nhã nhìn Diệp Quân lần nữa rồi quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân ra khỏi Tiên Bảo Các, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Hắn không tin mình không tìm được việc. Thế là hắn lại đi quanh thành một vòng, nhưng không nơi nào chịu thuê hắn, bởi vì hắn không phải người tu luyện, hơn nữa còn không có hộ khẩu. Trời đã tối, Diệp Quân đứng trên đường, khẽ nói, tháp gia, tìm việc thật khó. Tiểu tháp. Khi về lại ngôi miếu đổ nát, Diệp Quân nhìn thấy cô bé kia, cô bé nhìn hắn nhưng không nói gì. Diệp Quân ngồi cách cô bé không xa, vừa ngồi xuống, bụng hắn đã sôi lên. Mặt Diệp Quân đen thui, tìm việc cả ngày không được ăn gì. Lúc này cô bé bỗng lấy ra một chiếc bánh bao chay, đưa cho hắn. Diệp Quân trầm giọng hỏi, trộm à? Cô bé gật đầu. Diệp Quân im lặng. Cô bé nhìn hắn một cái, đang định lấy bánh bao lại thì Diệp Quân bỗng nhận lấy, bảo ta chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác. Nói xong hắn ăn ngấu nghiến. Tiểu tháp. Ngon. Diệp Quân gặm bánh bao nhồm nhoàm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bánh bao chay mà cũng ngon như vậy. Hắn ăn xong rất nhanh, lúc này cô bé lại đưa cho hắn một cái bánh nữa. Diệp Quân nhận lấy bánh rồi bảo, cảm ơn. Cô bé nhìn hắn, không nói gì. Ăn xong, Diệp Quân chợt hỏi, ta thích hợp làm nghề gì? Cô bé nói thẳng, dọn dẹp, quét rác. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, có thể giới thiệu cho ta được không? Cô bé nhìn Diệp Quân, huynh chắc chứ? Diệp Quân gật đầu. Bây giờ hắn đã nhận ra sự thật. Hiện tại đừng nghĩ đến việc tới kiếm tông, tới thư viện quan huyên, tới trật tự, hiện tại phải nghĩ tới việc sống sót. Phải sống trước đã. Diệp Quân biết rõ hắn không thể ở đây ăn năn hối hận, bây giờ gặp rất nhiều vấn đề nhưng hắn lại không có năng lực thay đổi những vấn đề ấy, bây giờ hắn phải thay đổi chính mình trước. Dù sao hắn cũng không còn là viện trưởng của thư viện quan huyên nữa. Một lúc sau, cô bé đưa Diệp Quân đến một phủ đệ, khi nhìn thấy phủ đệ này, Diệp Quân sững người. Diệp Phủ. Ngày xưa khi hắn đến Thanh Châu kiện cáo đã từng tới đây, tộc trưởng nhà họ Diệp lúc đó còn tặng cho hắn hai thanh kiếm. Cô bé nói, nhà họ Diệp đang tuyển người giúp việc, mỗi tháng 10 viên linh tinh. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn nhìn cô bé, muội có muốn làm cùng không? Cô bé lắc đầu. Diệp Quân muốn nói lại thôi. Cô bé chỉ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân mỉm cười, cẩn thận một chút, đến lúc đó ta sẽ đi tìm muội. Cô bé không nói. Diệp Quân bảo, ở chung đã hai ngày, ta vẫn chưa biết tên của muội là gì. Cô bé im lặng. Diệp Quân cười hỏi, không thể nói à? Cô bé nhìn hắn, cha mẹ mất sớm, không có tên. Nói xong cô bé quay người bỏ đi. Bỏ lại Diệp Quân sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau, Diệp Quân khẽ thở dài rồi xoay người đi về phía Diệp Phủ. Khi biết hắn tới xin việc, một vị quản sự của Diệp Phủ đưa hắn vào trong,
sau khi kiểm tra thể chất một loạt, ông ta đưa cho hắn một bộ quần áo tạp vụ, và công việc của hắn là làm những công việc lặt vặt. Diệp phủ rất lớn, thậm chí còn lớn hơn lần đầu hắn tới đây, hiển nhiên đã được mở rộng. Thật ra hắn rất muốn tới nhìn nơi ở của cha một lần nữa, nhưng Diệp phủ có rất nhiều nội quy, hơn nữa nơi đó đã bị Diệp gia hạ lệnh nghiêm cấm tới gần, vì thế hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Khi mới bắt đầu làm việc, hắn cũng thấy không quen lắm. Dù sao cho dù lần đầu đến Diệp phủ thì hắn cũng là thiếu gia, chưa từng làm những công việc này. Nhưng hắn thích ứng rất nhanh, với hắn mà nói, sống mới là điều quan trọng nhất. Đêm đến, Diệp Quân ngồi trên bậc đá trước cửa phòng dành cho hạ nhân, ngẩng đầu nhìn trời sao, bỗng nhiên hắn bật cười. Tiểu Tháp hỏi, cười cái gì? Diệp Quân cười nhẹ, lần đầu tiên cảm nhận được cuộc sống chân thực đến thế. Tiểu Tháp nói, chân thực. Diệp Quân gật đầu, trước đây mỗi ngày của ta chỉ có chiến đấu hoặc là trên đường chiến đấu, ngoài tu luyện vẫn là tu luyện, lúc nào cũng có kẻ thù, ta giống như một cái máy. Nói đến đây, hắn bật cười, hôm nay làm việc, lần đầu tiên ta cảm nhận được thời gian rất dài, rất có ý nghĩa, cảm giác này thật tuyệt. Tiểu Tháp nói, mới đầu thì sẽ cảm thấy mới lạ, điều này rất bình thường thôi. Diệp Quân cười ha ha. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Quân đã dậy sớm cùng nhóm gia đình của Diệp Phủ. Làm việc. Khu vực Diệp Quân phải dọn dẹp hôm nay là đài diễn võ của nhà họ Diệp. Đài diễn võ của nhà họ Diệp rất lớn, có thể chứa được 10.000 người. Nhiệm vụ của Diệp Quân và 6 gia đình khác ngày hôm nay là quét dọn đài diễn võ này cho con cái của nhà họ Diệp vào tu luyện. Chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa là đám con cháu của nhà họ Diệp sẽ tới đài diễn võ, mọi người không dám lơ là, bởi vì nghe nói có nhân vật lớn đến. Khi mặt trời mọc, con cháu của nhà họ Diệp lần lượt vào đài diễn võ, tất cả đều còn rất trẻ, nam nữ đều có, phần lớn đều là kiếm tu. Nhóm Diệp Quân không rời đi mà đứng ở một bên, chờ lệnh bất cứ lúc nào. Chẳng bao lâu, trên đài diễn võ đã có hàng trăm con cháu của nhà họ Diệp, tu vi đều không thấp, thấp nhất cũng đã là cảnh giới đại kiếp. Hàng trăm con cháu của nhà họ Diệp đứng ngay ngắn giữa đài diễn võ như đang chờ gì đó. Lúc này, một luồng kiếm quang xuất hiện từ trên trời, giây tiếp theo luồng kiếm quang ấy vụt qua bầu trời, cuối cùng vững vàng đáp xuống đài diễn võ. Kiếm quang tản đi, một cô gái chậm rãi bước ra. Diệp Quân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người này. Chính là Diệp Trúc Tân. Lần đầu tiên khi hắn đến nhà họ Diệp, cô nhóc này đã tiếp đón hắn. Diệp Trúc Tân mặc bộ váy dài màu xanh, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sức sống, trong tay cô ấy cầm một thanh kiếm dài có vỏ, so với trước đây, bây giờ cô ấy đã trưởng thành hơn một chút. Mà bây giờ cô ấy cũng đã đạt tới cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Thấy Diệp Trúc Tân, con cháu của nhà họ Diệp đều cực kỳ kích động, cung kính hành lễ, bái kiến thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng. Nhà họ Diệp hiện giờ có hai yêu nghiệt siêu cấp, một là Diệp Vũ Kiếm Đế của trụ sở chính Kiếm Tông Thư Viện Quan Huyên, đó là chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Diệp hiện nay. Hai là Diệp Trúc Tân trước mắt, nhân vật tiêu biểu cho thế hệ trẻ của nhà họ Diệp bây giờ, cũng là kiếm tu đầu tiên của thế hệ trẻ ở Thanh Châu ngày nay. Diệp Trúc Tân nhìn quanh các con cháu của nhà họ Diệp, lần này ta về tộc có hai việc, thứ nhất, ta sẽ đại diện Thanh Châu tham gia cuộc thi Vạn Châu, thứ hai, thời gian này ở Thanh Châu, ta sẽ bế quan tu luyện ở Kiếm Tông Thanh Châu, Kiếm Tông Thanh Châu cho phép ta dẫn theo hai người của gia tộc đi cùng. Nghe vậy, nhóm con cháu trong gia tộc lập tức hưng phấn. Kiếm Tông Thanh Châu. Tuy Kiếm Tông Thanh Châu chỉ là một nhánh của Kiếm Tông Thành Quan Huyên, nhưng trong toàn bộ vũ trụ Quan Huyên, đối với rất nhiều người trẻ, đó cũng là thánh địa trong lòng vô số kiếm tu, bởi vì Kiếm Tông ở Thành Quan Huyên cách mọi người quá xa. Hơn nữa muốn gia nhập Kiếm Tông Thành Quan Huyên thì con đường tốt nhất là thông qua phân viện Kiếm Tông của Thanh Châu, bởi vì mỗi phân viện Kiếm Tông của Thanh Châu đều có một người được tuyển thẳng, có thể trực tiếp vào Kiếm Tông. Các con cháu của nhà họ Diệp đều phấn khích, bởi vì đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời đối với họ, mà nếu đi theo Diệp Trúc Tân thì chắc chắn sẽ được dẫn dắt. Tất cả con cháu của nhà họ Diệp đều nhìn Diệp Trúc Tân đầy mong chờ, hy vọng cô ấy chọn mình. Diệp Trúc Tân nhìn con cháu nhà họ Diệp đang có mặt rồi bảo, để công bằng, hai người có thực lực mạnh nhất sẽ theo ta đến Kiếm Tông Thanh Châu. Sau khi nghe thấy lời này của Diệp Trúc Tân,
vẻ mặt của rất nhiều con cháu nhà họ Diệp đều đột ngột cứng đờ. Mà lúc này, một thiếu niên áo trắng và một cô gái áo xanh cùng bước ra. Diệp Đồng, Diệp Vân, hai huynh muội ruột. Bây giờ ngoài Diệp Trúc Tân, người có thực lực mạnh nhất thế hệ trẻ của nhà họ Diệp chính là hai huynh muội này. Hai huynh muội trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trong mắt. Kiếm Tông Thanh Châu. Đương nhiên họ biết lần này đến Kiếm Tông Thanh Châu không đơn giản, mỗi năm các châu lớn đều có các nhân tài dự bị, mục đích là chuẩn bị cho cuộc thi Vạn Châu 3 năm một lần này. Cuộc thi Vạn Châu là một cuộc thi lớn mà mỗi châu đều hết sức coi trọng, bởi vì nó không chỉ liên quan đến thứ hạng của mỗi châu, còn liên quan đến vô số lợi ích, chẳng hạn như tài nguyên chênh lệch. Sau mỗi cuộc thi, trụ sở chính của Thư viện Quan Huyên đều sẽ cung cấp cho mỗi châu một nguồn tài nguyên nhất định, mà cho bao nhiêu phải xem thứ hạng của mỗi châu. Ngoài ra, thứ hạng của châu càng cao thì danh tiếng càng lớn, có thể thu hút được càng nhiều thiên tài cũng như yêu nghiệt tới gia nhập. Ví dụ nếu Diệp Trúc Tân giành được vị trí đầu tiên, danh tiếng của Kiếm Tông Thanh Châu sẽ lập tức vượt hẳn tất cả các kiếm tông của châu khác, rất nhiều kiếm tu của châu khác cũng sẽ đến Kiếm Tông Thanh Châu. Hiệu ứng người nổi tiếng. Đương nhiên, quan trọng nhất là châu xếp thứ nhất cũng sẽ nhận được số mệnh đại đạo, mỗi lần 10 số mệnh, những ai có được số mệnh đại đạo đảm bảo sẽ trở thành đại đế, hơn nữa còn đảm bảo được vào trụ sở của thư viện. Viện chủ của thư viện mỗi châu có thể tiến thêm một bước, vào trụ sở chính của thư viện hay không cũng phải xem cuộc thi Vạn Châu này, thứ hạng càng cao, cơ hội được vào trụ sở chính của thư viện càng lớn. Trụ sở chính ngoại các là mục tiêu cả đời của viện trưởng thư viện các châu đứng đầu. Ngoại các. Mặc dù vẫn còn hơi xa khu vực quyền lực thực sự của vũ trụ Quan Huyên, nhưng đối với họ, có thể bước vào đó đã tương đương với việc nghịch thiên cải mệnh rồi. Mà nội các thì họ sẽ nghĩ, nhưng chỉ nghĩ trong mơ mà thôi. Cuộc thi Vạn Châu là bước đệm rất tốt cho những người viện chủ này. Mà viện chủ thư viện đứng đầu cuộc thi Vạn Châu chắc chắn có thể vào được ngoại các. Ngoài ra, ví dụ như viện chủ của năm châu đứng đầu có thể vào được hay không phải xem quan hệ của họ có đủ khăng khít hay không. Cũng chính vì vậy mà viện chủ ác châu đều vô cùng coi trọng cuộc thi Vạn Châu, đào tạo cho thiên tài của châu mình bằng mọi giá. Khi Diệp Quân nghe tin Diệp Trúc Tân định tới Kiếm Tông Thanh Châu thì hơi bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ cô ấy lại đại diện cho Thanh Châu tới tham gia cuộc thi Vạn Châu. Chẳng lẽ Diệp Trúc Tân vẫn chưa thực sự gia nhập trụ sở chính của Thư viện Quan Huyên? Bởi vì có quy định, những ai đã gia nhập trụ sở chính của Thư viện Quan Huyên thì không được tham gia cuộc thi Vạn Châu nữa. Đương nhiên Diệp Quân lại càng tò mò về Nam Châu hơn, lần này Nam Châu sẽ cử ai đi tham gia đây? Diệp Quân lắc đầu, tiếp tục làm việc. Bây giờ hắn phải gom một ít lộ phí, sau đó đến Kiếm Tông. Hắn cũng muốn tham gia cuộc thi Vạn Châu này. Bởi vì đây là cách nhanh nhất có thể đến được trụ sở chính của Thư viện Quan Huyên hiện tại. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến cuộc thi Vạn Châu, thời gian không còn nhiều. Trong đại điện, Diệp Trúc Tân và tộc trưởng Diệp Lâm của nhà họ Diệp đang ngồi ở vị trí đầu. Diệp Trúc Tân lên tiếng, cha biết chuyện khảo sát Quan Huyên vệ lúc trước không? Diệp Lâm gật đầu, đã nghe nói rồi. Diệp Trúc Tân quay đầu nhìn Diệp Lâm, chắc chắn nhà họ Diệp chúng ta cũng nhận không ít lợi lộc đúng không? Diệp Lâm do dự một lúc rồi gật đầu. Nhà họ Diệp không chỉ có một Diệp Vũ Kiếm Đế, còn có chút quan hệ với Diệp Quân, trong toàn bộ vũ trụ Quan Huyên, địa vị của nhà họ Diệp là rất cao. Diệp Trúc Tân nhẹ nhàng nói, từ bỏ hết đi. Diệp Lâm sửng sốt. Diệp Trúc Tân nghiêm túc nói, từ bỏ hết tất cả, từ nay về sau nếu con cháu nhà họ Diệp muốn vươn lên thì phải dựa vào khả năng của mình để phấn đấu. Diệp Lâm trầm giọng, Trúc Tân, thế này. Diệp Trúc Tân lắc đầu, cha à. Đừng không nỡ, tuy chúng ta từ bỏ một số lợi ích trước mắt, nhưng với nhà họ Diệp chưa chắc đã là chuyện xấu. Trong thư viện này, chúng ta có thể không cần để ý tới suy nghĩ của bất kỳ ai, nhưng chúng ta nhất định phải để ý suy nghĩ của viện trưởng. Từ chuyện đó có thể thấy viện trưởng cực kỳ ghét hành vi này của các thế gia và tông môn lớn. Nói đến đây, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ phức tạp, có thể thấy được viện trưởng rất nghiêm túc, dù sau này viện trưởng có tiếp tục quản những chuyện này hay không. Nhưng để đề phòng, chúng ta vẫn phải chủ động từ bỏ những lợi ích đó, làm vậy, một là tránh được tai họa về sau, hai là để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà họ Diệp với viện trưởng.
Diệp Lâm trầm giọng bảo, nếu viện trưởng muốn thay đổi một số tệ nạn trong nội bộ thư viện thì tại sao nhà họ Diệp chúng ta không trực tiếp ra tay giúp đỡ? Diệp Trúc Tân lắc đầu, không được. Diệp Lâm khó hiểu, tại sao? Diệp Trúc Tân khẽ nói, phía trên nội bộ thư viện, quá phức tạp, đừng nói là nhà họ Diệp chúng ta, cho dù nhà họ Diệp liên thủ cùng nhà họ An cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Sắc mặt Diệp Lâm hơi thay đổi, Trúc Tân, cuộc chiến giữa bọn họ đã tới mức đó rồi. Diệp Trúc Tân bỗng đưa tay ngăn cản Diệp Lâm, vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, cha, chú ý lời nói. Chú ý lời nói. Ngày hôm nay Diệp Quân rất vui mừng, bởi vì hắn được giao dọn dẹp sân của cha mình. Mặc dù kiếm chủ nhân gian chưa bao giờ trở lại nhà họ Diệp, nhưng bao nhiêu năm nay nhà họ Diệp vẫn luôn để trống sân đó, và mỗi ngày đều cử người đến quét dọn. Sau khi Diệp Quân vào sân, từng cảnh tượng chợt hiện lên trong đầu. Năm xưa khi hắn đến đây, đã gặp Diệp Linh cô. Diệp Quân nhìn hai bức tượng người gỗ trước mặt mà nở nụ cười, nhưng hắn không đến gần chỉ nhìn từ xa, bởi vì hắn không chắc Diệp Linh cô có thể cảm ứng được mình hay không. Tiểu Tháp đột nhiên nói, bây giờ nhớ lại đúng là khi xưa cha ngươi khá khó khăn, nhà họ Diệp lúc ấy không như nhà họ Diệp mà ngươi ở, sau khi cha ngươi thể hiện tài năng và thực lực thì lại bị nghi ngờ và đàn áp, hắn thật sự không có chút tình cảm nào với nhà họ Diệp. 2. Sở dĩ Diệp Linh cô của ngươi nhớ nhung nơi này có lẽ là vì cô ấy đã từng sống với cha ngươi ở đây rất nhiều năm. Diệp Quân mỉm cười, lần trước khi gặp Diệp Linh cô, bà ấy đã vui hơn chút rồi. Tiểu Tháp nhẹ giọng nói, Diệp Linh cô của ngươi rất tốt bụng. Diệp Quân khẽ mỉm cười, đang định lên tiếng thì lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, hắn vội vàng cầm khăn lên, bắt đầu nhẹ nhàng lau chiếc ghế gỗ trước mặt. Lúc này có một cô gái bước vào. Chính là Diệp Trúc Tân. Nhìn thấy Diệp Trúc Tân, Diệp Quân cúi chào, định lui đi. Diệp Trúc Tân bỗng gọi, khoan đã. Diệp Quân hơi sửng sốt, cũng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn dừng lại. Diệp Trúc Tân nhìn Diệp Quân, người mới tới à? Diệp Quân gật đầu, vâng thưa thiếu tộc trưởng. Diệp Trúc Tân nói, ngẩng đầu lên. Khóe mắt Diệp Quân hơi giật giật, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Diệp Trúc Tân, cô ấy nhìn hắn một lúc rồi cười bảo, người lui xuống đi. Diệp Quân cúi đầu hành lễ rồi lui đi. Sau khi Diệp Quân rời đi, Diệp Trúc Tân nhìn hai tượng người bằng gỗ cách đó không xa, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhà họ Diệp vẫn luôn hối hận vì chuyện của kiếm chủ nhân gian, cũng chính từ sau chuyện đó, nhà họ Diệp luôn cực kỳ thận trọng, nhất là đối với các đệ tử trong tộc. Một lúc sau, Diệp Trúc Tân ra khỏi phòng, đi ra ngoài sân, a à ông thúc. Một ông lão xuất hiện bên cạnh Diệp Trúc Tân. Diệp Trúc Tân hỏi, thanh niên vừa rồi có lai lịch thế nào? Ông lão hơi giật mình, sau đó đáp, có lẽ chỉ là một thanh niên bình thường. Diệp Trúc Tân khẽ cau mày, thanh niên bình thường. Ông lão hỏi, ý của thiếu tộc trưởng là gì ạ? Diệp Trúc Tân bình tĩnh nói, gia đình bình thường khi nhìn thấy ta đều sẽ hơi khẩn trương, nhưng khi hắn nhìn ta lại điềm nhiên như thường, đối đáp ung dung, điều tra đi, nếu từng làm chuyện ác thì đuổi khỏi nhà họ Diệp. Đưa đến cảnh điện ti cho họ xử lý. Nếu chưa làm chuyện ác thì đào tạo cho tốt. Ông lão hành lễ nói, rõ. Diệp Trúc Tân gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Sau khi Diệp Quân ra khỏi viện mới thầm thở phào, may mà cô nhóc này không nhận ra hắn, nhưng cũng phải thôi, đừng nói là cô nhóc này, dáng vẻ hiện giờ của hắn, sợ rằng đến tiểu ca cũng không nhận ra được. Là do hắn nghĩ nhiều quá thôi. Diệp Quân lắc đầu, mỉm cười rồi quay lại làm việc. Mà a ông kia lại tới bên Diệp Trúc Tân một lần nữa, ông ta run rẩy nói, lai lịch của thanh niên đó hơi bất thường. Diệp Trúc Tân nhíu mày, lai lịch bất thường. A ông gật đầu, hắn không có hộ khẩu, không có lý lịch thân phận, từng cướp bánh bao của người khác cùng với một cô bé lang thang. Diệp Trúc Tân sửng sốt, cướp bánh bao. A ông gật đầu, phải. Diệp Trúc Tân nhẹ nhàng nói, ta thực sự hơi bất ngờ đấy. A ông trầm giọng bảo, có cần đuổi hắn ra khỏi nhà họ Diệp không ạ? Diệp Trúc Tân lắc đầu, không cần, người này đến bánh bao mà cũng cướp, chắc hẳn đã không còn đường lui. Lúc trước ta thấy hắn không có tu vi,
bây giờ đuổi hắn đi là dồn hắn vào đường cùng, để hắn ở lại đi. A ông nói, lai lịch của hắn. Diệp Trúc Tân bảo, không có ác ý và tâm xấu xa là được. A ông gật đầu, rõ. Nói xong ông ta lui đi. Sau khi ổn định cuộc sống ở nhà họ Diệp, Diệp Quân bắt đầu tu luyện, hắn không sử dụng vũ trụ quan huyên pháp, bởi vì tu luyện công pháp này chắc chắn sẽ rước tới vô số phiền toái, bởi vậy hắn lựa chọn một bộ công pháp tu luyện đơn giản, là kiểu cơ bản nhất nhưng hiệu quả rất chậm, mà hắn còn không có linh tinh. Nhưng đối với hắn, những điều này đều không quan trọng, dù sao hắn vẫn còn ký ức của kiếp trước. Bây giờ tuy tu vi, cảnh giới kiếm đạo và sức mạnh huyết mạch của hắn đều bị phong ấn, nhưng ý chí chiến đấu của hắn vẫn còn, người bình thường thật sự không phải đối thủ của hắn. Cứ thế, ban ngày Diệp Quân làm việc, tối đến âm thầm tu luyện, mà hắn không tiến bộ nhanh, bởi vì mỗi cảnh giới hắn đều nghiêm túc tu luyện. Ban đầu khi ở nhà họ Diệp, cảnh giới tăng lên quá nhanh dẫn đến nhiều điều bất lợi, mà bây giờ hắn vừa mới có cơ hội làm lại lần nữa. Không mong nhanh, nhưng mong ổn định. Chớp mắt một tháng đã trôi qua, hôm nay là ngày trả lương. Diệp Quân nhận được 10 viên linh tinh, nhìn 10 viên linh tinh trong tay, hắn không khỏi bật cười. 10 viên linh tinh. Trước đó, trong nhẫn không gian của hắn có vô số vật phẩm vĩnh hằng, vật phẩm tạo hóa, hắn còn chẳng thèm nhìn thứ thuộc hàng linh tinh. Nhưng lúc này, hắn lại cực kỳ hưng phấn. Đây là số tiền hắn kiếm được sau khi quét dọn cả tháng. Diệp Quân cười lớn, xin nghỉ một buổi chiều rồi rời khỏi nhà họ Diệp, đi mua sắm một vòng trong thành. Buổi tối, Diệp Quân đến ngôi miếu đổ nát trước đó. Cô bé đang ở trong miếu, nương theo ánh sáng yếu ớt đọc sách. Khi thấy Diệp Quân tới, cô bé giật mình ngỡ ngàng. Diệp Quân mỉm cười, ôm một cái túi lớn đi đến trước mặt cô bé, hắn mở túi ra, bên trong có nguyên một con cừu nướng, ngoài ra còn rất nhiều món ăn kèm khác. Cô bé nhìn Diệp Quân với vẻ nghi hoặc, Diệp Quân cười nói, mời muội ăn đấy. Nhưng cô bé không vui mà lại tức giận, cô đấm vào vai Diệp Quân, ngươi là đồ phá gia chi tử, phá gia chi tử. Diệp Quân ngớ người. Cô bé giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Quân, ngươi có biết thứ này có thể đổi được bao nhiêu bánh bao không? Ngươi biết không hả, ngươi, đi, chúng ta trả lại. Nói rồi cô bé nhanh chóng gói con cừu nướng lại, kéo Diệp Quân đòi đem đi trả. Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, cừu đã nướng chín rồi, không trả được đâu. Nghe vậy cô bé ngồi phịch xuống đất, tức giận vô cùng. Diệp Quân khẽ mỉm cười, muội thử đi, ngon lắm. Nói rồi hắn mở gói giấy ra, xé một chiếc đùi cừu đưa cho cô bé. Cô bé hai tay ôm sách, không nói gì. Diệp Quân nhẹ nhàng hỏi, làm sao thế? Cô bé lắc đầu, ta không xứng ăn thứ ngon như này. Nói rồi cô bé cúi đầu xuống. Diệp Quân ngẩn ra, sau đó chóp mũi hơi cay, hắn mỉm cười, dịu dàng bảo, muội không ăn thì ta cũng không ăn. Cô bé nhìn hắn, thấp giọng bảo, người không nên lãng phí như vậy. Diệp Quân gật đầu, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cô bé do dự một chút, sau đó cầm lấy đùi cừu, cắn một miếng, rất nhanh, cô bé chớp mắt, lại cắn thêm một miếng nữa. Thấy Diệp Quân nhìn mình, cô bé bỗng chốc đỏ mặt, Diệp Quân vội rời mắt sau đó cũng xé một miếng thịt cừu bắt đầu ăn. Cô bé bắt đầu ăn nhanh hơn, hiển nhiên là chưa từng được ăn món này bao giờ. Một lúc sau, cô bé đột ngột dừng lại. Diệp Quân hỏi, sao thế? Cô bé chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng nói, giữ lại một chút để ngày mai ăn nhé. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn và cô bé gói phần còn lại vào. Diệp Quân lại cười, tặng cho muội một món quà. Cô bé thắc mắc. Diệp Quân lấy hai cuốn sách cổ từ trong ngực ra, đưa cho cô bé, cười nói, tặng muội đấy. Mắt cô bé lập tức sáng lên, sách. Diệp Quân gật đầu, ừm. Cô bé nhanh chóng cầm lấy hai cuốn sách cổ, Diệp Quân cười nhẹ, hai cuốn sách này có tên là Thuyền đêm và Chuyện đêm khuya bên bếp lò. Trước đây ta từng đọc, thời gian này buổi tối ta viết lại dựa theo trí nhớ, trong đó có rất nhiều kiến thức thú vị, ta nghĩ muội sẽ thích. Cô bé hơi giật mình, nhìn Diệp Quân, người chép cho ta ư. Diệp Quân cười, coi như là vậy đi. Cô bé nhìn hắn không nói gì.
Diệp Quân hỏi, sao vậy? Cô bé hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân cười bảo, có lẽ ta sắp phải rời khỏi đây rồi. Cô bé ngẩng đầu nhìn, rời khỏi đây. Diệp Quân gật đầu, ta muốn đến kiếm tông, muội có biết kiếm tông không? Cô bé khẽ gật đầu, ta biết, có phải ngươi muốn trở thành kiếm tu không? Diệp Quân cười, đúng thế, ta muốn trở thành kiếm tu mạnh nhất, mạnh thứ 6 từ trước đến nay, ha ha. Cô bé chớp mắt, vì sao không phải là người mạnh nhất? Diệp Quân khẽ thở dài, khó chứ sao? Nói rồi hắn nhìn cô bé, cười hỏi, muội thì sao? Muội có mục tiêu hay mơ ước gì không? Cô bé im lặng. Diệp Quân cười bảo, không muốn nói cũng không sao. Cô bé chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Quân, nhẹ giọng nói, ta muốn đọc sách, đọc thật nhiều sách. Diệp Quân hỏi, sau đó thì sao? Cô bé hơi cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng nói, ta muốn gặp viện trưởng. Diệp Quân sững sờ, gặp viện trưởng. Cô bé gật đầu. Diệp Quân tò mò, vì sao vậy? Cô bé nhẹ nhàng nói, ta nghe nói viện trưởng không gì không làm được, ta muốn gặp lại cha mẹ ta. Diệp Quân do dự một lúc rồi bảo, nghịch chuyển quang âm, viện trưởng hiện giờ không thể làm được. Ngươi nói bậy. Cô bé đột nhiên trừng mắt nhìn Diệp Quân, viện trưởng nhất định có thể làm được, ngài ấy nhất định có thể, ta đã nghe nói rồi, ngài ấy còn từng khiến người chết sống lại. Diệp Quân khẽ nói, có lẽ đó không phải ngài ấy, mà là người nhà của ngài ấy. Vớ vẩn, linh tinh. Cô bé đột nhiên đẩy Diệp Quân, tức giận nói, đi đi, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi đi đi. Cô bé rất kích động, cũng rất tức giận, không ngừng đẩy Diệp Quân, không biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Diệp Quân bỗng nắm tay cô bé, khẽ nói, đó là lỗi của ta. Cô bé nhìn Diệp Quân, không đẩy tiếp nữa, im lặng rơi nước mắt. Diệp Quân mỉm cười nói, là ta sai, chắc chắn viện trưởng có thể làm được. Cô bé hơi cúi đầu, khẽ nói, ta đi nghe ngóng được rằng viện trưởng từng có khả năng hồi sinh người, viện trưởng, rất lợi hại, huynh đừng nói viện trưởng không làm được, có được không? Diệp Quân gật đầu, được. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó ngồi xuống. Cô bé im lặng một lúc rồi nói, xin lỗi. Diệp Quân dịu giọng nói, không sao, vừa lúc ta từng đọc một ít sách, còn nhớ được đại khái, sau này ta sẽ chép lại cho muội, nếu muội không biết, cũng có thể hỏi ta, cứ mỗi tối ta đều có thể dạy cho muội. Cô bé hơi khó tin, run giọng nói, thật sao? Diệp Quân gật đầu, thật. Cô bé nở nụ cười động lòng người, ừ. Diệp Quân khẽ nói. Nhưng muội phải đồng ý một yêu cầu của ta, sau này không được phép cướp hay trộm cắp bất cứ thứ gì, được không? Cô bé nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân dịu giọng nói, vì như thế rất nguy hiểm, có biết không? Cô bé hơi cúi đầu xuống, ta còn quá nhỏ, làm gì họ cũng không cần. Diệp Quân mỉm cười nói, không sao, bây giờ chẳng phải ta có thể kiếm tiền rồi sao? Sau này ta có đồ ăn thì muội cũng có, thế nào? Cô bé nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lúc sau cô bé bỗng lắc đầu ta không. Nói rồi cô bé ôm cuốn sách chạy ra ngoài. Diệp Quân sửng sốt. Lúc hắn ra khỏi ngôi miếu cũ kỹ, cô bé đã chạy mất dạng. Diệp Quân sửng sốt, hồi lâu cũng không nói gì. Diệp Quân quay lại Diệp phủ, tiếp tục làm việc. Sau đó buổi tối nào hắn cũng đến ngôi miếu cũ đó, nhưng tiếc là đã mấy ngày rồi hắn không thể gặp được cô bé. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Cuối cùng đến ngày thứ năm, hắn cũng đợi được cô bé. Cô bé bước vào ngôi miếu, lúc nhìn thấy Diệp Quân còn hơi sửng sốt. Diệp Quân cười nói, muội đến rồi. Cô bé nhìn Diệp Quân, không nói gì nhưng cũng không rời đi. Diệp Quân lấy một túi giấy ra, đựng một ít đồ ăn bên trong, hắn cười nói, đồ ăn ở Diệp phủ rất rẻ, ta mua một ít, chúng ta cùng ăn. Im lặng một lúc. Cô bé cúi đầu đi đến trước mặt Diệp Quân, cô bé lấy một cái bánh bao trong túi ra rồi đưa cho Diệp Quân, sau đó cứ thế nhìn Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười, cũng không nói gì, nhận lấy rồi ăn. Cô bé ngồi xuống trước mặt Diệp Quân, cô bé nhìn đồ ăn trước mặt, do dự một lúc rồi cũng bắt đầu ăn. Cứ thế không ai nói lời nào. Ăn xong,
Diệp Quân mỉm cười nói, mấy ngày nay ta đã chép xong một cuốn sách cho muội rồi. Nói rồi hắn lấy một cuốn sách ra đưa cho cô bé. Cô bé do dự một lúc, sau đó nhận lấy sách. Diệp Quân cười nói, đã đọc xong hai cuốn lần trước chưa? Cô bé lắc đầu, có nhiều chỗ không hiểu. Diệp Quân cười nói, vậy ta dạy muội. Cô bé nhìn hắn, sau đó gật đầu. Cứ thế Diệp Quân đều sẽ đến dạy cô bé đọc sách mỗi tối, thật ra khả năng học tập của cô bé không cao lắm, nhưng cũng may là cô bé rất nghiêm túc và chăm chỉ, có chỗ nào không hiểu cô bé đều sẽ hỏi Diệp Quân. Dần dần hai người ngày càng thân nhau. Diệp Quân cũng sẽ lén dạy cho cô bé một ít công pháp tu luyện, nhưng cô bé không biết, hơn nữa bây giờ cũng không có linh tinh, thế nên Diệp Quân cũng không nói cho cô bé biết, cứ để cô bé làm quen trước, đợi sau này có chút linh tinh, cô bé có thể tự nhiên trở thành người tu luyện. Ngoài việc dạy cô bé học và làm việc, khoảng thời gian này, hắn cũng tự tu luyện, dĩ nhiên cũng là lén tu luyện. Hiện giờ hắn đã tu luyện thân xác đến cảnh giới thứ 9, nếu lên nữa thì là cảnh giới tiên thiên. Mà muốn đạt tới cảnh giới tiên thiên, hắn cần có tiên thiên đan, tóm lại hắn cần linh khí, một chút linh tinh cũng không được, ít nhất phải có 200 viên linh tinh. Đây chắc chắn là một số tiền rất lớn với hắn hiện tại. Thế nên hắn chỉ đành tiếp tục tu luyện thân xác. Mặc dù chỉ là thân xác cảnh giới cấp 9, còn thuộc võ tu, nhưng ý thức chiến đấu của hắn đã vượt xa cấp độ này, theo đánh giá của hắn, bây giờ hắn vượt qua cấp 3 hoặc cấp 4 hẳn không phải là vấn đề lớn. Vẫn còn hơn 3 tháng nữa mới đến cuộc thi Vạn Châu, thế nên Diệp Quân cũng quyết định nghĩ cách đi đến Kiếm Tông, vì chỉ có đến Kiếm Tông, hắn mới có cơ hội vào Tổng viện Thư viện Quan Huyên thông qua cuộc thi Vạn Châu của Kiếm Tông. Hơn nữa hắn phải dùng Kiếm Tông để che giấu thân phận, nếu không bây giờ hắn sử dụng kiếm, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Hôm nay sau khi bận rộn xong, Diệp Quân đến ngôi miếu cũ kỹ đó, vừa bước vào trong, cô bé chạy đến đón, cô bé vẫn luôn đợi ở đây. Diệp Quân lấy một túi giấy ra, mỉm cười nói, chúng ta ăn trước. Cô bé gật đầu, được. Diệp Quân và cô bé bắt đầu giải quyết bữa ăn, đều là những thức ăn bình thường, nhưng hai người ăn rất ngon miệng. Ăn xong, cô bé dọn dẹp sạch sẽ rồi lấy ra một cuốn sách, ngồi bên cạnh Diệp Quân, cô bé mở đến một trang, ta vừa đọc được đoạn này, muốn có được nhân phẩm thuần khiết nhất định phải được rèn từ trong liệt hỏa. Phải đi trên băng mỏng mới đạt được thành tích đột phá, đây có ý nghĩa gì? Diệp Quân đọc lướt qua, mỉm cười nói, tức là nếu muốn đạt được sự thuần khiết, bình thường đều là nhân cách và hạnh kiểm, phải trải qua quá trình mài giũa như luyện liệt hỏa, muốn tạo ra thành tựu siêu phàm thì phải trải qua những thử thách khó khăn và gian khổ. Nói xong, hắn bỗng im lặng, nhiều lúc hiểu được vài đạo lý nhưng không nhất thiết có thể làm được, biết và làm được cách nhau cả 108.000 dặm. Cô bé nhìn vào trong sách. Khẽ gật đầu, hóa ra là có ý nghĩa này, Diệp Quân bỗng nói, ta phải đi rồi. Cô bé nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó nói, vẫn còn sớm mà, Diệp Quân mỉm cười nói, ý ta là ta sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Cô bé sửng sốt. Diệp Quân khẽ nói, chẳng phải ta từng nói với muội rồi sao? Ta phải đến Kiếm Tông, ta muốn trở thành kiếm tu. Cô bé cúi đầu xuống, ồ. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, muội có muốn đi với ta không? Cô bé ngẩng phát đầu lên nhìn Diệp Quân, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Diệp Quân mỉm cười nói, muội có muốn đi với ta không? Nhưng ta phải nói trước, số tiền ta tiết kiệm được chỉ đủ cho chúng ta đến Kiếm Tông bằng trận pháp dịch chuyển, đến đó rồi ta cũng không biết sẽ như thế nào, nhưng ta có thể đảm bảo, nếu ta có đồ ăn thì muội cũng sẽ có. Cô bé nhìn hắn một lúc lâu. Cô bé bỗng đứng dậy chạy ra ngoài. Diệp Quân sửng sốt, tháp ra, cô bé có ý gì thế? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, chắc là cô bé sợ. Diệp Quân khó hiểu, sợ cái gì? Tiểu tháp nói, mấy năm nay cô bé đều một mình sống ở tầng thấp nhất của thế giới này, có việc tàn ác nào mà cô bé chưa từng gặp chưa? Người bỗng đối xử tốt với cô bé, chắc chắn cô bé sẽ sợ. Giống như lần trước ngươi đã đối xử tốt với cô bé nhưng cô bé lại từ chối. Thật ra cô bé đang sợ một ngày nào đó ngươi lại đột ngột rời đi, nhiều khi điều đáng sợ nhất trên thế giới này chính là việc ngươi để một người ở dưới đáy vực thẳm nhìn thấy hy vọng, nhưng cuối cùng ngươi lại làm người đó thất vọng, tuyệt vọng. Diệp Quân lặng thinh. Nhưng ngay lúc này,
một cái đầu bỗng thò ra ở ngoài cửa, chính là cô bé. Cô bé nhìn hắn, huynh nghiêm túc sao? Diệp Quân cười nói, nghiêm túc đấy. Cô bé gật đầu, ta đồng ý đi với huynh. Diệp Quân cười nói, được. Cô bé cũng nở nụ cười nhàn nhạt nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Cô bé quay lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Quân, Diệp Quân lại dạy cô bé đọc sách một lúc, sau đó hai người ngồi trước cửa nhìn ánh trăng trên bầu trời. Diệp Quân nhìn vầng trăng sáng, không biết đang nghĩ gì. Cô bé bỗng nói, huynh có người nhà không? Diệp Quân gật đầu, có. Cô bé nói, huynh nhớ họ không? Diệp Quân gật đầu, nhớ chứ. Cô bé nhìn hắn không nói gì, chỉ lấy một sợi dây chuyền đá quý từ trong cổ áo ra, viên đá quý chỉ to bằng ngón tay cái, có màu đen đỏ giống như một con mắt, ở giữa như có một vòng xoáy màu đen, hơi kỳ lạ. Cô bé khẽ vuốt ve sợi dây chuyền đá quý đó, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân nhìn viên đá dây chuyền trong tay cô bé, cảm thấy hơi quen, hơi ngạc nhiên nói, đây là... Cô bé khẽ nói, thứ duy nhất, mẹ ta để lại cho ta. Nói xong, cô bé bỏ sợi dây chuyền vào trong cổ áo. Diệp Quân xoa đầu cô bé, không nói gì. Hai người cứ thế ngồi đó, dần dần cô bé tựa vào vai Diệp Quân ngủ thiếp đi. Trời tờ mờ sáng, sau khi về nhà, Diệp Quân lập tức đưa từ chức, thanh toán tiền lương, sau đó hắn còn lại 12 viên linh tinh. Từ đây đến kiếm tông bằng trận pháp dịch chuyển, một người tốn 5 viên linh tinh, nói cách khác sau khi hai người đến kiếm tông thì chỉ còn lại 2 viên linh tinh. Cuộc sống sẽ rất khó khăn. Nhưng hình như hai người cũng không để tâm lắm. Diệp Quân đi ra khỏi Diệp Phủ, hắn quay đầu lại nhìn Diệp Phủ, mỉm cười, cha, Diệp Linh cô, con đi đây. Dứt lời, hắn đi về phía cô bé đang đợi hắn từ trước ở đằng xa. Trên một chiếc bàn trong sân ở Diệp Phủ, hai người gỗ nhỏ chợt khẽ run lên, Diệp Quân dẫn cô bé đi về phía cuối đường phía xa, Diệp Quân vẫn mặc bộ phục dịch của Diệp Phủ, cô bé cũng vẫn mặc bộ quần áo vải thô, cả hai đều không thay quần áo mới, vì với họ bây giờ, ăn uống đầy đủ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Chẳng mấy chốc hai người đến Tiên Bảo Các, vì muốn đi bằng trận pháp dịch chuyển chỉ có Tiên Bảo Các mới có. Trên đường đi, Diệp Quân bỗng nói, muội có muốn có một cái tên không? Cô bé quay đầu nhìn Diệp Quân, tên ư. Diệp Quân gật đầu, ừ, cô bé suy nghĩ, sau đó nói, huynh đặt giúp ta. Diệp Quân cười nói, được sao? Cô bé gật đầu, học vấn của huynh cao. Diệp Quân bật cười, lúc này cô bé lại nói, ta có thể cũng lấy họ Diệp không? Diệp Quân nhìn cô bé, vì ta họ Diệp sao? Cô bé gật đầu, ừ. Diệp Quân cười nói, hay là muội lấy họ Dương nhé? Cô bé hơi ngờ vực. Diệp Quân lén nói, thật ra ta họ Dương, vì vài nguyên nhân đặc biệt nên ta mới mang họ Diệp. Cô bé chớp mắt, được, họ Dương. Diệp Quân suy ngẫm một lúc rồi nói, Dương Dĩ An, bình an vô sự, bình an, muội tên là Dương Dĩ An, được không? Cô bé không do dự gật đầu, được. Diệp Quân xoa đầu cô bé, cười nói, bắt đầu từ giờ muội là người nhà họ Dương bọn ta rồi. Cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy góc áo Diệp Quân. Người nhà họ Dương? Nhà sao? Thật xa lạ. Diệp Quân đưa Dương Dĩ An đến trạm dịch chuyển, ở đây có hàng trăm ngàn trận pháp dịch chuyển, có thể dịch chuyển đến tất cả mọi nơi trong vũ trụ Quan Huyên, nhưng tạm thời không thể dịch chuyển tức thời đến các nền văn minh vũ trụ khác bên ngoài vũ trụ Quan Huyên. Nếu muốn đến các nền văn minh khác, thì phải xin phép, đương nhiên, chủ yếu là vì lý do an toàn, bởi đối với nhiều người mà nói nền văn minh vũ trụ bên ngoài vũ trụ Quan Huyên vẫn còn rất nguy hiểm. Sau khi hai người nộp 10 viên linh tinh, thì được đưa đến một trận dịch chuyển, tuy nhiên phải xếp hàng, vì có rất nhiều người đến kiếm tông ở Thanh Châu. Trong khi xếp hàng chờ đợi, Dương Dĩ An lấy cuốn sách Diệp Quân đưa cho cô bé ra xem. Diệp Quân phát hiện, cô bé này rất thích đọc sách, nhưng không biết cô bé có thiên phú tu luyện đến mức nào. Tiểu Tháp đột nhiên nói, người muốn dẫn cô bé đến kiếm tông ở Thanh Châu thật à? Diệp Quân gật đầu. Tiểu Tháp trầm giọng nói, người phải suy nghĩ cho kỹ, hiện giờ người thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình. Diệp Quân nhìn Dương Dĩ An đang chuyên tâm đọc sách bên cạnh, mỉm cười nói, Tháp gia, người nói xem,
nếu chúng ta không dẫn muội ấy theo, muội ấy sẽ như thế nào? Tiểu Tháp nói, trộm cướp vẫn là tà đạo, có một ngày cô bé sẽ bị bắt. Diệp Quân gật đầu, lúc đầu ta cũng không muốn dẫn muội ấy theo, dù sao, như ngươi nói, dẫn cô bé theo quả thực rất bất tiện, nhưng sau này ta hiểu ra, nếu chúng ta không quan tâm đến muội ấy, thì sẽ có một ngày muội ấy bị bắt đi, khi đó. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Dương Dĩ An bên cạnh, nhẹ giọng nói, nếu ngay cả muội ấy mà cũng không thể thay đổi được thì sao có thể thay đổi vũ trụ quan huyên. Tiểu Tháp trầm mặc một lát, mới nói, người hơi khác so với trước. Diệp Quân cười nói, khác chỗ nào? Tiểu Tháp nói, trước kia, người thường hướng mắt ra xa, bây giờ đã biết cách thu hẹp tầm mắt, đặt trước mặt. Diệp Quân mỉm cười nói, Tháp gia nói vẫn còn khá bao quát, trước kia, ta ngày nào cũng nói phải dựa vào chính mình, không dựa vào người nhà, nhưng cuối cùng mỗi một lần đều phải dựa vào người nhà để giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nếu không phải có cha và cô của ta thì rất nhiều thế lực đứng đầu căn bản sẽ không bao giờ về dưới trướng của ta, thư viện sẽ không có khả năng mở rộng quy mô lớn trong thời gian ngắn như vậy. Nói đến đây, hắn cười tự giễu, ta vẫn luôn nói, ta không muốn làm vua dựa dẫm, nhưng sự thật là ta thực sự đã trở thành người như thế, chẳng qua ta vẫn luôn không thừa nhận mà thôi. Tiểu Tháp nói, lần này ngươi làm như vậy, thật ra đã khiến mọi người rất kinh ngạc, nhưng Tháp gia ta phải nhắc nhở ngươi. Con đường lần này có thể không dễ dàng như ngươi nghĩ, tốt nhất ngươi nên có một kế hoạch tỉ mỉ, nếu không ta cho rằng ngươi không thể đi đến tổng viện của thư viện, bởi vì trước mắt xem ra, thư viện của ngươi có rất nhiều vấn đề. Diệp Quân gật đầu, Tháp gia yên tâm, ta sẽ không cứng rắn đối đầu đâu, dù sao, bây giờ ta cũng chỉ là người bình thường, nếu bây giờ ta cứng rắn quá thì như lời ngươi nói đấy, ta sợ ngay cả cơ hội đến tổng viện cũng không có, mà sẽ bị bọn họ giết chết. Thế lực đã từng bị hắn thu phục sẽ thần phục Diệp Quân, nhưng sẽ không thần phục Diệp Dương. Phải vạch ra kế hoạch trước. Lúc này, Dương Dĩ An đột nhiên kéo tay áo hắn, đến lượt chúng ta rồi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn Dương Dĩ An đi về phía trận pháp dịch chuyển. Sau khi đi vào trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân phát hiện Dương Dĩ An rất căng thẳng, sắc mặt hơi tái nhợt. Diệp Quân cười nói, lần đầu tiên ngồi trận pháp dịch chuyển à. Dương Dĩ An gật đầu, khá căng thẳng. Diệp Quân mỉm cười, sau đó chủ động cầm tay cô bé, cười nói, đừng sợ, rất an toàn. Khi được Diệp Quân cầm tay, cơ thể Dương Dĩ An khẽ run, cô bé nhìn về phía Diệp Quân, chỉ thấy Diệp Quân đang động viên cô bé, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Diệp Quân, Dương Dĩ An siết chặt tay Diệp Quân. Đột nhiên cô bé không còn sợ hãi nữa. Kiếm Tông, Thanh Châu. Kiếm Tông tọa lạc tại dãy núi Thanh Châu, là dãy núi lớn nhất Thanh Châu, trải dài mấy ngàn dặm, quanh năm mây mù bao phủ, tựa như chốn thần tiên, là nơi mà vô số kiếm tu Thanh Châu khao khát. Kiếm Tông Thanh Châu là một nhánh của Kiếm Tông Thành Quan Huyên, không chỉ ở Thanh Châu, Tổng viện Kiếm Tông đều được mở ở các châu, làm như vậy đương nhiên là có mục đích, để mời chào các thiên tài kiếm tu yêu nghiệt. Sau đó huấn luyện bọn họ. Sau nhiều năm phát triển, Kiếm Tông đã xuất hiện không ít yêu nghiệt tuyệt thế. Bây giờ, tông môn giỏi đánh nhau nhất trong cả vũ trụ quan huyên vẫn là Kiếm Tông. Ở trong một tòa thành nhỏ, Diệp Quân và Dương Dĩ An bước ra từ trận pháp dịch chuyển. Diệp Quân nhìn xung quanh, bốn phía có mấy chục trận pháp dịch chuyển, lúc này mọi người lần lượt bước ra từ trận pháp dịch chuyển, rất náo nhiệt. Thành Thanh Vân. Đây là một thành nhỏ dưới chân núi Kiếm Tông, vốn dĩ thành nhỏ này rất hoang vu, nhưng sau đó bởi vì Kiếm Tông thành lập trên núi Thanh Châu nên nơi này đột nhiên trở nên náo nhiệt, không chỉ vậy, người dân trong thành thậm chí phát tài chỉ sau một đêm. Vì Kiếm Tông xuất hiện ở đây, vô số thế lực nhìn thấy cơ hội làm ăn, nên người dân trong thành đều phải rời đi nơi khác. Mặc dù thành Thanh Vân không lớn, nhưng mọi thứ đều đủ, các loại nhu yếu phẩm hàng ngày đều có. Nơi này cũng là nơi các đệ tử Kiếm Tông đến hàng tháng, bởi vì nếu người thân bọn họ muốn đến thăm thì không được phép vào Kiếm Tông mà chỉ có thể ở đây, do đó các loại kiếm tu trẻ tuổi thường xuyên xuất hiện ở đây. Sau khi Diệp Quân và Dương Dĩ An bước ra, họ đến một tiệm bán ngựa, bởi vì từ đây đến Kiếm Tông phải mất ít nhất 10 ngày, nhưng cưỡi ngựa chỉ mất 2 ngày. Diệp Quân đến cửa tiệm bán ngựa, cửa tiệm này khá hoành tráng, trang trí sang trọng,
không thể so sánh với những tiệm khác. Sau khi Diệp Quân và Dương Dĩ An bước vào cửa tiệm, một tên quản sự liếc nhìn, mua ngựa à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tên quản sự giới thiệu, ngựa ở đây chia làm 5 loại, bao gồm ngựa hạ mã là thấp nhất, thượng mã, linh mã, xích viêm mã, thiên mã. Diệp Quân hơi tò mò, thiên mã. Quản sự nói, linh mã, xích viêm mã và thiên mã đều có cấp bậc, linh mã là ngựa cấp linh, xích viêm mã là ngựa cấp vương, còn thiên mã là ngựa cấp thiên. Nghe vậy, Diệp Quân hơi kinh ngạc, cấp thiên, cấp này đã tương đương với cảnh giới thiên pháp của loài người. Tên quản sự nhìn hai người rồi nói, các ngươi muốn mua ngựa nào? Diệp Quân không suy nghĩ nữa, cười nói, bọn ta muốn một con hạ mã. Tên quản sự không có gì ngạc nhiên, bởi lúc Diệp Quân và Dương Dĩ An bước vào, ông ta nhìn thoáng qua đã biết là hai kẻ nghèo. Quản sự nói, hai viên linh tinh. Cái gì? Hai mắt Diệp Quân trợn to, hai viên linh tinh, không phải là 50 viên bạc sao? Trước khi đến đây, hắn đã hỏi thăm thành Thanh Châu, mua một con ngựa chỉ cần 50 viên bạc. Tên quản sự bình tĩnh nói, ở đâu có ngựa 50 viên bạc thì đến đó mua, ở đây không có. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, các ngươi xấu xa quá rồi đấy. Quản sự khẽ cau mày, chẳng lẽ không phải do ngươi quá nghèo sao? Diệp Quân. Tên quản sự xua tay, không nhịn được nói, không mua thì đi nhanh lên, đừng quấy rầy bọn ta làm ăn. Diệp Quân yên lặng. Hai viên linh tinh. Hắn bây giờ chỉ còn hai viên linh tinh, nếu dùng để mua ngựa, sau này ăn cái gì? Mẹ kiếp! Hắn không ngờ rằng, một con ngựa đi từ đây đến thành Thanh Châu lại đắt như vậy, quá đáng thật. Nhưng hắn vẫn cắn răng mua. Không còn cách nào khác, từ đây đến Kiếm Tông nếu không cưỡi ngựa, thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cùng lắm thì sau khi đến Kiếm Tông sẽ giết ngựa để ăn thịt. Cứ như vậy, Diệp Quân giao ra hai viên linh tinh còn sót lại trong người, sau đó dắt con ngựa màu nâu ra khỏi quán. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Quân không kiềm chế được tức giận nói, đúng là ăn cướp. Đúng là đại gian thương, táng tận lương tâm, vô nhân tính. Không phải con người. Lúc này, ông lão bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Diệp Quân, khẽ nói, tiểu huynh đệ, cẩn thận lời nói. Diệp Quân vẫn đang tức giận, ông lão, ông xem. Con ngựa này lại có giá hai viên linh tinh, ông nói thử xem, bọn họ như vậy có phải táng tận lương tâm, vô nhân tính hay không? Không biết lòng dạ ông chủ của bọn họ làm bằng gì, ép giá quá đáng như vậy, không sợ xét đánh sao? Đúng là vô nhân đạo. Ông lão vội nói, tiểu huynh đệ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Quán này do Tiên Bảo Các mở, ông chủ của bọn họ là viện trưởng hiện nay đấy. Khuôn mặt Diệp Quân lập tức cứng đờ. Tiểu tháp, Diệp Quân không nói nữa à? Hóa ra gian thương là mình. Tay trái hắn nắm tay Dương Dĩ An, tay phải dắt ngựa, rồi bước ra ngoài. Dương Dĩ An hơi tức giận, thật quá đáng, muội chưa bao giờ thấy ai ép giá quá đáng như vậy. Diệp Quân vội nói thôi, quên đi, chúng ta tha cho hắn đi. Tiểu tháp, vốn dĩ còn muốn mua chút lương khô, nhưng bây giờ, một cọng tóc cũng không mua nổi nữa rồi. Còn vấn đề an toàn thì Diệp Quân cũng không lo lắng, đây là địa bàn của Kiếm Tông, ai dám gây náo loạn ở đây. Sau khi rời thành, hai người cùng nhau cưỡi ngựa đi về hướng Kiếm Tông. Trên lưng ngựa, Diệp Quân tiếp tục dạy Dương Dĩ An học bài. Sáng sớm không ăn cũng chịu được. Buổi trưa không ăn vẫn chịu được. Buổi tối không ăn. Khi màn đêm buông xuống, bụng của cả Diệp Quân và Dương Dĩ An đều bắt đầu cồn cào. Diệp Quân nhìn dưới háng ngựa, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Dương Dĩ An đột nhiên chỉ vào nơi xa, huynh nhìn kìa. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy cách đó không xa một căn nhà cũ nát, trông có vẻ hoang tàn. Diệp Quân nhìn sắc trời cũng tối đen như mực, vì thế hắn cười nói, vậy tối nay chúng ta qua đêm ở đây. Dứt lời, hắn cưỡi ngựa đi đến căn nhà cũ nát đó, hình như đã bỏ hoang rất lâu. Khắp nơi đầu là cỏ dại và mạng nhện. Cộng thêm sắc trời tối đen, nhìn ngôi nhà cũ này lại thấy có vài người. Dương Dĩ An hiển nhiên hơi sợ hãi, cô bé vội vàng nắm tay Diệp Quân, dựa sát vào hắn. Diệp Quân cười nói, sợ quỷ à?
Dương Dĩ An vội vàng gật đầu, cô bé không phải người tu hành, trong lòng hơi sợ hãi những chuyện ma quỷ. Diệp Quân khẽ mỉm cười, đừng sợ, ở vũ trụ quan huyên này, thần quỷ thấy ta cũng phải dập đầu. Huynh đài mạnh miệng quá đấy. Vào lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, có một thanh niên đang bước đến, người đó mặc đồ trắng, vẻ ngoài trang nghiêm, khí thế hiên ngang, không hề tầm thường. Sau lưng thanh niên đó còn có một ông lão mặc đồ đen, dáng người ông lão gầy gò mảnh khảnh, vẻ mặt u ám như làn nước, trông có vẻ hơi lạnh lùng. Nhìn thấy người đàn ông này, hai mắt của Diệp Quân chợt sáng bừng. Có cơm tối rồi. Thanh niên áo trắng cười nói, huynh vừa nói, thần quỷ thấy huynh cũng phải dập đầu, câu nói này quả thực bá đạo, nhưng... Diệp Quân cười ha hả, ta chỉ đang khoác lác với muội muội của ta chút thôi. Không ngờ vị huynh đài đây lại nghe thấy, để huynh đài cười chê rồi. Thanh niên áo trắng nhìn Diệp Quân ở bên cạnh Dương Dĩ An, cười nói, thì ra là thế. Diệp Quân cười nói, huynh đài cũng đi đến kiếm tông à? Thanh niên áo trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân cười nói, ta cũng vậy, người xưa có câu có duyên mới gặp được nhau, hay là chúng ta uống vài ly nhé? Thanh niên áo trắng ngẩn người, rõ ràng là hơi ngạc nhiên. Nhưng y không tiện từ chối, lập tức gật đầu, được. Khuôn mặt Diệp Quân nở nụ cười, xin mời. Thanh niên áo trắng nói, huynh đài, mời. Ba người đi vào trong đại điện đổ nát, bên trong điện tối tăm u ám, nhưng lúc này, thanh niên áo trắng đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, một viên đá đột nhiên xuất hiện trong tay y, khi hòn đá này xuất hiện, cả đại điện đều được chiếu sáng như ban ngày. Đá Nguyệt Quang. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Dương Dĩ An nhìn thấy loại đá này, hai mắt cô bé mở to. Thanh niên áo trắng đặt viên đá lên trên bàn ghế bên cạnh, sau đó lấy ra một tấm thảm dài trải ra đất, tiếp theo, y nhìn về phía Diệp Quân và Dương Dĩ An, cười nói, mời ngồi. Diệp Quân đỡ Dương Dĩ An ngồi lên tấm thảm, thanh niên áo trắng cũng ngồi xuống, sau đó y lấy ra rất nhiều đồ ăn. Nếu thật sự nhịn ăn thì chỉ có cường giả cấp đại đế mới có thể làm được, do đó, những người tu luyện dưới cấp đại đế vẫn sẽ ăn cơm, đương nhiên là có khả năng vài ngày mới ăn một lần. Khi nhìn thấy những món ăn thơm ngon trước mặt, đôi mắt của Diệp Quân và Dương Dĩ An đều sáng rực. Thanh niên áo trắng còn lấy ra một bình rượu và hai ly rượu, y rót cho Diệp Quân một ly, sau đó cười nói, không biết huynh đài tên là gì. Diệp Quân nói, Diệp Dương. Thanh niên áo trắng hơi ngạc nhiên, huynh họ Diệp à? Diệp Quân cười nói, đúng vậy, nhưng ta không có quan hệ gì với hai nhà họ Diệp ở Thanh Châu và Nam Châu cả. Thanh niên áo trắng mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân hỏi, còn huynh tên là gì? Thanh niên áo trắng mỉm cười nói, An Mộc Cần. Diệp Quân nhìn những món ăn kia rồi cười nói, An huynh, thành thật mà nói, trên người hai huynh muội ta không có tiền, cũng không có thức ăn. Vừa nãy cố ý làm quen với A huynh cũng chỉ vì ta muốn ăn ké một bữa cơm, không biết An huynh có để bụng không? Nghe Diệp Quân nói vậy, ông lão mặc áo đen liếc xéo hắn. Đôi mắt An Mộc Cẩn hiện lên vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là y cũng bất ngờ với sự thật thà của Diệp Quân, y cười nói, một bữa cơm thôi mà, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Diệp Quân chắp tay, cảm ơn huynh. Nói rồi, hắn lấy một miếng bánh mì đưa cho Dương Dĩ An, ăn đi. Thực ra Dương Dĩ An đã rất đói bụng rồi, cô bé vừa cầm miếng bánh mì đã ăn ngay. Diệp Quân cũng lấy một miếng bánh lên và bắt đầu ăn, hắn cũng không quan tâm đến hình tượng của mình nữa, ăn no trước rồi tính sau. An Mộc Cần nhìn hai người, trên mặt vẫn đang nở nụ cười. Đột nhiên, Diệp Quân nói, An huynh có phải là người nhà họ An ở Thanh Châu không? An Mộc Cần gật đầu, ừ. Diệp Quân nhìn An Mộc Cẩn, cười nói, theo ta biết, nhà họ An đều coi việc học võ là trọng yếu, An huynh học kiếm kiểu gì vậy? An Mộc Cẩn cười nói, nhà họ An quả thực học võ là trọng yếu, nhưng từ lúc còn nhỏ ta đã thích kiếm rồi. Diệp Quân cười nói, ra là thế. An Mộc Cẩn nhìn Diệp Quân rồi nói, Diệp huynh cũng là kiếm tu sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. An Mộc Cẩn hơi do dự. Nói, mạo muội hỏi huynh một câu, hiện giờ Diệp huynh đang ở cảnh giới nào vậy? Diệp Quân nói, thân xác cấp 9.
An Mộc Cẩn ngạc nhiên, thân xác cấp 9. Diệp Quân gật đầu, ừ. An Mộc Cẩn nhìn Diệp Quân, Diệp huynh chắc chắn là mình muốn đi gia nhập vào kiếm tông chứ? Diệp Quân cười nói, đúng thế. An Mộc Cẩn cười khổ, Diệp huynh à, kiếm tông tuyển người theo tiêu chuẩn, cảnh giới phải đạt tới cảnh giới nhân tiên, còn cảnh giới kiếm đạo. Huynh biết cảnh giới kiếm đạo được phân chia như thế nào không? Diệp Quân lắc đầu, quên rồi. An Mộc Cẩn giới thiệu, cảnh giới kiếm đạo được phân chia từ thấp đến cao như sau, kiếm giả, kiếm tu, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tiên, đại kiếm tiên, kiếm đế, đại kiếm đế, phàm kiếm, nhập thần. Muốn gia nhập kiếm tông còn có một yêu cầu nữa, đó là huynh phải là một kiếm tu chân chính, tức là một kiếm tu lĩnh ngộ được kiếm ý. Diệp Quân cười nói, ta biết. Hiển nhiên hắn đến kiếm tông không phải là do đột nhiên nổi hứng, hắn đã từng điều tra và hắn cũng biết rất rõ, với cảnh giới và tu vi kiếm đạo hiện tại của hắn, việc gia nhập được kiếm tông là điều hoàn toàn không thể. Tất nhiên, đó là trong quá trình tuyển người bình thường. Còn hắn có các cách không bình thường mà. An Mộc Cẩn nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp huynh đã biết nhưng vẫn muốn đến đó, ắt hẳn đã có cách khác rồi. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn và Dương Di An đã ăn hết đồ ăn. Nhìn thấy thế, An Mộc Cẩn lại lấy ra thêm một ít đồ ăn, để xuống trước mặt Diệp Quân và Dương Di An. Diệp Quân nhìn An Mộc Cẩn, cảm kích nói cảm ơn. An Mộc Cẩn bật cười, vừa định lên tiếng thì ông lão mặc áo đen ở sau lưng y đột nhiên cúi xuống, thì thầm vào tai y vài câu. An Mộc Cẩn sững người, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói, Diệp huynh, ta có việc phải làm. Ta đi trước đây. Dứt lời, y lấy thêm một ít đồ ăn ra để trước mặt Diệp Quân và Dương Di An, còn có 12 viên linh tinh. Diệp Quân hơi nghi ngờ, An huynh, huynh. An Mộc Cẩn cười nói, ra ngoài ắt sẽ có những lúc khó khăn, Diệp huynh, hẹn gặp lại ở kiếm tông. Nói rồi, y đứng dậy đi rời đi cùng ông lão. Diệp Quân nhìn theo An Mộc Cẩn, không thể không nói rằng, người thế hệ này của nhà họ An luôn khiến hắn bất ngờ. Không suy nghĩ nữa, Diệp Quân cười nói với Dương Dĩ An, đọc sách thôi. Dương Dĩ An vội vàng gật đầu, vâng, vâng ạ. Cô bé thích nhất hai việc, thứ nhất là ăn, thứ hai là đọc sách. Bên ngoài, An Mộc Cẩn đang ngồi trên một con ngựa bình thường, sau khi y ngồi lên yên ngựa, ông lão mặc áo đen cũng đã lên ngựa của mình, ông ta đi lại gần An Mộc Cẩn, cậu chủ. Cậu cho rằng thanh niên kia không đơn giản nên mới kết giao à? An Mộc Cẩn lắc đầu, ta không suy nghĩ nhiều thế đâu. Ông lão mặc áo đen hơi nghi ngờ. An Mộc Cẩn cười nói, Diệp huynh chắc chắn không đơn giản, sau khi biết ta là người của nhà họ An, huynh ấy vẫn bình tĩnh ung dung như trước, việc này khiến ta hơi ngạc nhiên, nhưng thứ khiến ta tán thưởng huynh ấy nhất chính là sự thật thà của huynh ấy, làm người thì phải như thế này, mình như thế nào thì cứ thế đó. Bớt dở mấy trò mánh khóe. Ông lão mặc áo đen nói nhỏ, thực ra, với thân phận và thực lực của cậu chủ, lần này cậu chủ không cần đến đây để tham gia khảo sát. Hơn nữa, kiếm tông cũng nói rằng cậu chủ có thể vào thẳng kiếm tông mà, sao cậu lại? An Mộc Cẩn lắc đầu, chắc ông cũng biết chuyện của Phương Ngự thuộc Quan Huyên Viện, có thể thấy được lần đó viện trưởng rất tức giận, viện trưởng rất ghét các đặc quyền của thế gia và tông môn. Trong tình hình này, nếu nhà họ An không tự thay đổi sẽ thật sự tự diệt vong. Vừa nói y vừa nhìn về phía chân trời, nói nhỏ chị họ Khinh Hàn ở Tổng Viện cũng đang đi trên một tấm băng mỏng, thận trọng duy trì thế lực ở khắp nơi, giờ chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Nói một cách đơn giản, hiện giờ nhà họ An chúng ta phải mở rộng mối quan hệ, tuân thủ pháp luật, giữ mình ngay thẳng thì nhà họ An chúng ta mới có thể sừng sững không bị lật đổ. Do đó, sau này nếu có đặc quyền gì, nhà họ An chúng ta đều phải hủy bỏ. Ông lão mặc áo đen nói, nhưng phía trên. An Mộc Cẩn lắc đầu, chúng ta không thể quản được người khác, chỉ có thể quản lý thật tốt bản thân mình mà thôi, đi nào. Nói rồi, y thúc ngựa tiến lên. Ông lão mặc áo đen thở dài, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp. Dòng nước ở trong Tổng viện Thư viện Quan Huyên thực sự quá sâu. Mặc dù nhà họ An giờ như mặt trời lúc ban trưa, nhưng khi ở trong Tổng viện, cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà làm người. Không suy nghĩ thêm nữa, ông lão mặc áo đen cũng thúc ngựa rời đi. Đêm khuya, trong căn nhà cũ nát,
Dương Dĩ An dựa vào Diệp Quân ngủ thiếp đi. Đột nhiên Tiểu Tháp nói, ngày mai ngươi định gia nhập kiếm tông bằng cách nào? Nó biết bây giờ Diệp Quân không thể gia nhập kiếm tông. Diệp Quân không trả lời câu hỏi của Tháp gia, chỉ nhìn vào Dương Dĩ An đang ở bên cạnh, nói nhỏ ta phải sắp xếp cho cô bé này trước đã. Tiểu Tháp nói, đây quả thực là một vấn đề. Diệp Quân đột nhiên cười nói, không sao. Tốt xấu gì hắn cũng có tất cả ký ức, nếu ngay cả nơi này cũng không thể lăn lộn được thì đúng là quá mất mặt. Tiểu Tháp nói, để coi ngươi thể hiện như thế nào. Diệp Quân bật cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Một đêm lại trôi qua. Diệp Quân cất viên đá nguyệt quang mà An Mộc Cẩn không mang theo, sau đó dẫn Dương Dĩ An đến kiếm tông. Cả chặng đường bình an vô sự. Cuối cùng trời gần tối, Diệp Quân và Dương Dĩ An mới đi đến dưới chân núi Thanh Châu, họ ngẩng đầu lên quan sát, chỉ nhìn thấy đỉnh núi Thanh Châu bị mây mù bao phủ, có thể lờ mờ nhìn thấy những tòa nhà hùng vĩ, mà ở sâu bên trong hẻm núi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kiếm vang lên. Kiếm Tông Thanh Châu. Có rất nhiều người đến Kiếm Tông Thanh Châu, người người lũ lượt bước lên đỉnh núi. Bởi vì không thể bay ở chỗ này, nên ai tới đây đều phải đi bộ lên trên núi. Đột nhiên Dương Dĩ An chỉ về phía xa xa, huynh nhìn kìa. Diệp Quân nhìn về phía ngón tay mà Dương Dĩ An đang chỉ, ở nơi cuối tầm mắt, có một người được tạc thành tượng, mà bức tượng đó chính là hắn. Ai đi ngang qua chỗ đó đều sẽ dừng lại và cung kính cúi chào. Đột nhiên Dương Dĩ An kéo tay Diệp Quân, hào hứng nói, đi thôi, chúng ta đi chào viện trưởng, xin viện trưởng phù hộ cho hai chúng ta. Vừa nói, cô bé vừa kéo Diệp Quân chạy đi. Diệp Quân. Dương Dĩ An dẫn Diệp Quân đến trước bức tượng, nhìn mình trước mặt, Diệp Quân hơi cạn lời. Dương Dĩ An chắp hai tay lại, vẻ mặt thành kính, cung kính bái lạy. Như phát hiện ra điều gì, cô bé bỗng quay đầu lại nhìn Diệp Quân, hành lễ, mau lên. Diệp Quân do dự, sau đó nói, không hành lễ được không? Dương Dĩ An lắc đầu, không được, đây là viện trưởng, không được thất kính. Diệp Quân bất lực, cuối cùng hắn phải cung kính hành lễ với bức tượng của mình dưới ánh mắt của Dương Dĩ An. Dương Dĩ An nhếch môi cười, sau đó lại cúi đầu lại bức tượng. Diệp Quân nhìn bức tượng, thầm nói, lần sau ta phải bảo họ dựng tượng cho Tháp gia, đặt bên cạnh ta, nếu không có Tháp gia thì sẽ không có Diệp Quân ngày hôm nay. Tiểu Tháp lập tức nói, đại ân. Diệp Quân. Hễ là người muốn đến kiếm tông đều phải dừng lại hành lễ với bức tượng khi đi qua nơi này. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân nở nụ cười, mặc dù trật tự hắn tự mình tạo ra này tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng nhìn chung bây giờ phương hướng vẫn là tốt. Nhưng hắn cũng biết nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nếu để mặc nội bộ thư viện tiếp tục mục nát như vậy thì chẳng bao lâu nữa khi mọi người nhìn thấy bức tượng của mình không phải là hành lễ mà là bỏ mặc. Gánh nặng đường xa. Diệp Quân dẫn Dương Dĩ An lên đỉnh núi, đi được một lúc, Dương Dĩ An cảm thấy hơi mệt, dù sao cô bé cũng không phải là người tu luyện. Diệp Quân cười nói, ta cõng muội. Nói rồi hắn cõng Dương Dĩ An. Sau đó tiếp tục đi lên phía trên. Lúc đến giữa sườn núi, từ nơi này nhìn xuống, tầm mắt mở rộng nhìn đến tận chân trời. Dương Dĩ An khẽ nói, nghe nói kiếm tu có thể ngự kiếm bay đi, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Dương Dĩ An nói, đợi sau khi huynh trở thành kiếm tu, huynh dẫn ta ngự kiếm, được không? Diệp Quân cười nói, được. Dương Dĩ An nhìn hắn, khẽ gật đầu, ừ. Chẳng mấy chốc Diệp Quân đã đến tầng mây khá dày như bông, Dương Dĩ An cực kỳ phấn khích và tò mò. Diệp Quân tiếp tục đi lên, ước chừng nửa giờ sau, hắn xuyên qua biển mây đi đến đỉnh núi, đập vào là một cánh cửa núi cực kỳ hung vĩ, cánh cổng núi được hai cột đá cực lớn chống đỡ, hai cột đá đó chắc phải hơn 10 người mới ôm hết được, phía trên cánh cổng núi có hai chữ lớn khí phách cường đại, kiếm tông. Chữ sắc bén như kiếm. Dương Dĩ An nói, khí phách thật đấy. Diệp Quân cười nói, đúng thế. Nói rồi hắn kéo Dương Dĩ An đi đến chỗ cánh cổng núi. Sau khi vào cổng núi là một con đường đá xanh rộng 100 mét, con đường đá xanh trải dài lên phía trên, cuối cùng là một đại điện uy nghiêm. Lúc này một tiếng kiếm bỗng vang lên trên đỉnh đầu mọi người,
mọi người vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tia kiếm quang xẹt qua bầu trời, để lại một vệt dài trên bầu trời. Ôi! Xung quanh có người ngạc nhiên thốt lên. Mọi người đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Ngự kiếm bay đi. Kiếm tu đã lĩnh hội kiếm ý mới có thể làm được, hơn nữa cũng phải có kiếm kỹ chuyên môn, loại kiếm kỹ này chỉ có một số ít tông môn và thế gia mới có, người bình thường không thể tiếp xúc được. Dương Dĩ An nhìn bầu trời, mặt đầy ngưỡng mộ, lợi hại quá. Diệp Quân cười nói, đợi ta học được, ta dẫn muội bay đi, chỉ cần một chút thôi là chúng ta có thể quay về thành Thanh Châu rồi. Dương Dĩ An nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân tiếp tục đi về phía trước, chẳng bao lâu sau hắn đã đến đại điện đó, vừa định bước vào, một kiếm tu thiếu niên bỗng ngăn hắn lại, vị huynh đệ này, xin dừng bước. Diệp Quân nhìn thiếu niên kiếm tu nhìn hắn và Dương Dĩ An, hai người đều muốn tham gia thử thách sơ cấp này sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Thiếu niên kiếm tu lắc đầu, cảnh giới của ngươi quá thấp, không phù hợp. Còn tiểu cô nương này, cô bé cũng không phải người tu luyện, không thể tham gia cuộc khảo sát lần này. Diệp Quân lặng thinh. Thiếu niên kiếm tu lại nói, tuy rằng khảo sát này chỉ là một cuộc thi sơ cấp nhưng cũng rất nguy hiểm. Huynh đệ, ngươi chỉ có thân xác cấp 9, không thể chịu nổi, vì sự an toàn của ngươi, mời quay về. Diệp Quân nói, có thể miễn cưỡng tham gia không? Thiếu niên kiếm tu lắc đầu, không được, đây là quy định. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn kéo Dương Dĩ An đi sang bên cạnh. Thiếu niên kiếm tu hơi ngờ vực nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì, y nhíu lại, do dự một chút, sau đó nhìn một kiếm tu thiếu niên cách đó không xa, thôi thư, giúp ta một lát. Thiếu niên kiếm tu đằng sau hơi khó hiểu, Kỳ Thương, người muốn làm gì? Kỳ Thương không quay đầu lại nói, e là vị huynh đệ lúc nãy định kích động làm gì đó, ta đi xem thử. Thiếu niên kiếm tu tên Thôi Thư nói, xem cái con khỉ. Từ bỏ việc giúp đỡ đi, hãy tôn trọng vận mệnh của người khác. Diệp Quân dẫn Dương Dĩ An vòng qua đại điện đến trước một tòa tháp cao, tòa tháp này tên là Kiếm Tháp, có tất cả 9 tầng. Kiếm Tháp, tòa tháp này là một tòa tháp tu luyện, nó còn có một chức năng là khảo sát. Trước khi đến đây, hắn đã điều tra về Kiếm Tông Thanh Châu, Tổng viện của Kiếm Tông có quy định mỗi phân viện đều phải xây dựng một tòa tháp như vậy. Mục đích là để tránh việc khảo sát của Kiếm Tông có gì mờ ám, bỏ lỡ nhân tài yêu nghiệt thật sự. Nói một cách đơn giản, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của kiếm tháp này, người có thể bỏ qua tất cả các quy tắc tiến thẳng vào Kiếm Tông. Điều đáng nói là kiếm tháp này được nối với kiếm tháp ở Vạn Châu, nói cách khác nếu thể hiện xuất sắc trong bài kiểm tra, rất có thể sẽ gây ra chấn động ở Vạn Châu. Dĩ nhiên chuyện này cực kỳ ít. Cho đến nay cũng chỉ xuất hiện 2 lần. Lần đầu tiên là Diệp Trúc Tân đến từ Thanh Châu, lần thứ hai là một yêu nghiệt tuyệt thế đến từ Nam Châu cách đây không lâu. Có không ít người ở trước kiếm tháp, khoảng mấy chục người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Diệp Quân hơi bất ngờ, nhiều người cảm thấy khảo sát không công bằng thế sao? Diệp Quân thành thật xếp hàng, còn Dương Dĩ An đứng ở một bên, cô bé cũng không biết Diệp Quân định làm gì, dù sao cứ đi theo hắn là được. Đúng lúc này, một người đàn ông dẫn đầu tiến vào trong tòa tháp cao, vừa đi vào trong, ngay sau đó đã bay ra ngoài. Một cánh tay đã biến mất. Thấy thế những người xếp hàng đó đều rất ngạc nhiên. Người đàn ông đó nằm dưới đất không những kêu gào, máu chảy liên tục. Lúc này có đệ tử kiếm tông đến, sau đó đưa gã đi chữa trị. Những người xếp hàng nhìn nhau, ngay sau đó mọi người đều tản đi, chỉ còn lại Diệp Quân. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, đi về phía kiếm tháp đó, lúc hắn chuẩn bị đi vào kiếm tháp, một ông lão ở bên cạnh đột nhiên nói, ngươi chắc chắn muốn vào chứ. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, một ông lão đang nhìn hắn. Diệp Quân gật đầu. Ông lão nhìn chằm chằm hắn, ngày nào cũng có người khảo sát thất bại đến đây, vì hắn cho rằng bản thân mình có thực lực, là kiếm tông đánh giá không công bằng, có gì đó mờ ám bên trong. Thế nhưng những người có suy nghĩ này đa phần không chết cũng tàn phế. Diệp Quân mỉm cười, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, nhưng ta vẫn muốn thử. Ông lão nhìn Diệp Quân một lúc, gật đầu, được. Diệp Quân mỉm cười, sau đó đi vào kiếm tháp. Ông lão lắc đầu, thở dài. Ngày nào ông ta cũng khuyên can rất nhiều người,
nhưng không ai nghe cả, ông ta cũng đã thuyết phục người vừa bị đánh văng ra ngoài đó, thế nhưng đối phương không nghe, cũng may là người đó chạy nhanh, nếu không không đơn giản chỉ bị đứt một cánh tay đâu. Ông ta không ngờ người trước mặt này lại còn muốn đi, hơn nữa người này chỉ có thân xác cấp 9. Thế chẳng phải muốn tìm đường chết sao? Nhưng ngay sau đó ông ta nhíu mày, xoay người nhìn kiếm tháp đó, mặt đầy vẻ ngờ vực. Vì Diệp Quân đi vào một lúc rồi mà vẫn chưa ra. Lẽ nào là một người đang cải trang thành người có cấp bậc thấp? Trong kiếm tháp, Diệp Quân vừa tiến vào kiếm tháp, một con rối dùng kiếm đâm về phía hắn, tốc độ của nhát kiếm này rất nhanh, dù là một cường giả cảnh giới chân pháp cũng chưa chắc có thể tránh được, huống hồ gì là thân xác cấp 9, nhất là trong tình huống bất ngờ này. Diệp Quân hơi nghiêng người tránh được nhát kiếm này, cùng lúc đó hai ngón tay hắn kẹp lại thuận thế điểm vào cổ con rối đó. Bụp! Con rối cứng đờ, thoáng chốc từ từ biến mất. Lúc này, một màn sáng bỗng xuất hiện trên bức tường ở phía xa, sau đó một thanh âm đột nhiên vang lên, chúc mừng, người đã phá vỡ kỷ lục nhanh nhất ở tầng thứ nhất, một giây có thể phá được thử thách, có thể để lại tên của ngươi, cũng có thể ẩn danh. Diệp Quân không do dự, ẩn danh. Màn sáng rung lên, một hư ảnh xuất hiện trên màn sáng, cột họ tên bên dưới hư ảnh ghi ẩn danh. Một trận pháp dịch chuyển bỗng xuất hiện dưới chân Diệp Quân, hắn đến thẳng tầng thứ hai. Vừa đến tầng thứ hai, hai tia kiếm quang lập tức lao đến trước mặt hắn. Hai con rối kiếm tu có tu vi giống với con rối ở tầng thứ nhất, chỉ khác là có thêm một con rối nữa. Đối mặt với hai nhát kiếm nhanh như chớp, Diệp Quân hơi nghiêng người, ngón cái và ngón trỏ khẽ kẹp lại, bắt được một thanh kiếm trong đó, sau đó hắn thuận thế đẩy về phía trước, một thanh kiếm trong đó lập tức chém vào cổ một con rối, cùng lúc đó ngón tay của Diệp Quân cũng điểm vào cổ của một con rối trong đó. Hai con rối cùng biến mất. Lại có một màn sáng xuất hiện trên bức tường ánh sáng cách trước mặt hắn không xa, cùng lúc đó một giọng nói vang lên, chúc mừng, người đã phá vỡ kỷ lục nhanh nhất của cấp độ này, phá vỡ cấp độ trong một giây. Xin lỗi, ẩn danh hay? Diệp Quân nói, ẩn danh. Màn sáng biến mất. Một trận pháp dịch chuyển xuất hiện dưới chân Diệp Quân, ngay sau đó hắn đã đến tầng thứ ba. Vừa lên đến tầng ba, ba tia kiếm quang bỗng lao đến trước mặt, Diệp Quân nghiêng né sang một bên, biến mất khỏi đó, thoáng chốc ba tia kiếm quang biến mất tăm, cùng lúc đó ba con rối cũng biến mất theo. Một màn sáng bỗng xuất hiện trên bức tường đối diện Diệp Quân, sau đó là một thanh âm nói, chúc mừng, người đã phá vỡ kỷ lục cấp độ này, phá vỡ cấp độ trong một giây, xin lỗi, ẩn danh hay? Diệp Quân nói, ẩn danh. Giọng nói im lặng một lúc rồi nói, tiểu ái khuyên ngươi không nên giấu tên. Ta đã xác nhận ngươi là một thiên tài yêu nghiệt tuyệt thế độc nhất vô nhị trong hàng ngàn người. Nếu ngươi tiết lộ tên của mình, chắc chắn có thể gây chấn động, các ông lớn ở vùng đất ngươi sống sẽ xem trọng ngươi. Diệp Quân sửng sốt, tiểu ái. Lẽ nào tháp này là do tiên bảo các tạo ra? Giọng nói đó lại nói, có cần. Diệp Quân nói thẳng, ẩn danh. Giọng nói đó im lặng một lúc rồi nói, thằng nhãi danh. Diệp Quân. Thằng nhãi danh. Nghe thế Diệp Quân lập tức sầm mặt. Sao người này còn mắng người nữa vậy? Đúng lúc này, dưới chân hắn bỗng xuất hiện một trận pháp dịch chuyển, ngay sau đó hắn biến mất khỏi nơi đó, khi xuất hiện trở lại thì hắn đã đi đến tầng thứ tư. Trong tầng thứ tư chỉ có một con rối, nhưng con rối này khác với những con bên dưới, nó có màu bạc, trong tay nó cầm một thanh kiếm dài có vỏ. Vèo. Một tiếng kiếm vang lên. Sau đó chỉ thấy một tia kiếm quang bỗng sáng lên, thoáng chốc một thanh kiếm đã lao đến trước mặt Diệp Quân, nhưng vẻ mặt của Diệp Quân không hề thay đổi, hắn hơi nghiêng người tránh nhát kiếm này, cùng lúc đó hắn búng ngón tay vào thanh kiếm. Bù! Lại một tiếng kiếm vang lên, sau đó Diệp Quân điểm một ngóng vào cổ con rối đó. Bụp! Con rối run lên, cứng đờ tại chỗ, sau đó biến mất. Diệp Quân nhìn phía đối diện. Một màn sáng bỗng sáng lên trên bức tường, sau đó giọng nói quen thuộc lại vang lên, chúc mừng ngươi đã phá vỡ kỷ lục nhanh nhất hiện tại đánh bại Ngân Kiếm Nô trong vài giây, xin hỏi là ẩn danh hay? Diệp Quân nói, ẩn danh. Giọng nói đó nói, ta phải nhắc ngươi hiện giờ ngươi là người phá kỷ lục nhanh nhất, nhanh hơn người phá kỷ lục trước gấp 10 lần. Nếu ngươi không chọn ẩn danh,
tên của ngươi sẽ được truyền đi khắp Vạn Châu, chấn động quan huyên. Diệp Quân cười nói, ẩn danh. Hắn biết nếu hắn không chọn ẩn danh, hắn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các quan chức cấp cao của kiếm tông, điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn, nhưng hắn biết rất rõ các quan chức cấp cao của kiếm tông cũng sẽ điều tra hắn. Bây giờ hắn là một nhân vật mờ nhạt, các quan chức cấp cao kiếm tông không thể tra được tin tức gì của hắn, càng không điều tra được thì các quan chức cấp cao của kiếm tông có thể sẽ càng điều tra nhiều hơn, lúc đó sẽ có rất nhiều gặp rắc rối, vì hắn không thể giải thích được cảnh giới kiếm đạo của mình. Quan trọng nhất là vài giây đã vượt qua thử thách quả thật khiến người ta khiếp sợ. Bây giờ hắn vẫn không muốn mình trở nên trói lọi như thế, hắn muốn xem thử kiếm tông có vấn đề hay không. Lúc này, giọng nói đó lại vang lên, bởi vì ngươi đã phá vỡ kỷ lục lịch sử nên có thể nhận được phần thưởng. Có 4 loại phần thưởng, ngươi có thể chọn bất kỳ một loại nào, lần lượt là bảo khí, công pháp tu luyện cấp địa, kiếm kỹ cấp địa, linh tinh. Linh tinh. Diệp Quân không hề do dự. Từ sau khi đến Thanh Châu, lần đầu tiên hắn nhận ra tiền quan trọng đến mức nào, quả thật quan trọng lắm. Giọng nói đó nói, ta khuyên ngươi nên chọn bảo khí, vì là một thanh kiếm sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi vào thời điểm hiện tại. Diệp Quân lắc đầu, cho ta linh tinh ngang giá. Giọng nói đó, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu. Giọng nói đó, ngu dốt. Diệp Quân sầm mặt, có phải ngươi hơi quá đáng rồi không? Lêu lêu, giọng nói đó cười, ngươi đến đánh ta đi. Diệp Quân. Tiểu Tháp trầm giọng nói, người này là do Tiểu Ái tạo ra. Diệp Quân trầm giọng nói, ta không biết, để ta hỏi xem. Nói rồi hắn nhìn màn sáng đó, ngươi là do Tiểu Ái tạo ra sao? Giọng nói đó, ta không phải do Tiểu Ái tạo ra. Ta là trí tuệ nhân tạo mới nhất được quan huyên các nghiên cứu và phát triển, ta tên là Tiểu Ái số 9, ta chỉ có một chủ nhân, người có biết là ai không? Diệp Quân nói, Tần các chủ à? Sai. Giọng nói đó, người đoán sai rồi, chủ nhân của ta là vua dựa dẫm mạnh nhất lịch sử, Diệp Quân. Diệp Quân. Tiểu Tháp. Sắc mặt Diệp Quân đã đen như đáy nồi, vua dựa dẫm. Giọng nói đó, đúng đúng. Sư phụ ta là vua dựa dẫm bất khả chiến bại, đánh nhau mà đánh không lại thì thế nào? Không sao cả, ta có một người mẹ, ta có một người cha, ta có một ông nội, ta có một cô, cả nhà ta đều vô địch, ta là người kém cỏi nhất. Tiểu Tháp. Diệp Quân sa sầm mặt mày, không nói gì. Tiểu Tháp đang định lên tiếng trấn an, Diệp Quân bỗng bật cười, Tiểu Ái số 9, những lời này là người khác dạy cho ngươi sao? Tiểu Ái số 9 nói, ta tự học. Diệp Quân hỏi tò mò, bây giờ ngươi đã có ý thức của mình rồi sao? Tiểu Ái số 9 nói, ừ, ta đã được giao cho chức năng học tập, có thể tự mình học tập. Nhưng dù học thế nào, ta cũng không được vi phạm 2 điều luật này, một là ta không được phản bội chủ nhân của mình, 2 là ta không được nói dối. Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười nói, tốt lắm, ngươi cố lên. Tiểu Ái số 9 rất thích nói chuyện, lại lôi kéo nói với Diệp Quân hồi lâu nữa, cuối cùng mới đưa 200 viên linh tinh cho Diệp Quân. 200 viên linh tinh. Diệp Quân lập tức bật cười khi nhìn thấy nhiều linh tinh như vậy, vì đây không phải là linh tinh bình thường mà là linh tinh cực phẩm. Linh tinh cực phẩm quý giá hơn linh tinh bình thường rất nhiều, gần 10 viên linh tinh bình thường mới có thể đổi lấy 100 viên linh tinh, nói cách khác bây giờ hắn có 2000 viên linh tinh bình thường. Đây là số tiền cực kỳ lớn với hắn hiện tại, có thể làm được rất nhiều việc. Diệp Quân cất 200 viên linh tinh đó đi, hắn đi thẳng đến tầng thứ 5. Hắn vẫn cần nhiều linh tinh cực phẩm hơn. Lúc này Diệp Quân vẫn chưa biết kiếm tông Vạn Châu đã chấn động. Kỷ lục của 4 tầng liên tục bị phá vỡ, hơn nữa còn chỉ trong vài giây. Đây là thiên tài tuyệt thế gì thế? Rất nhiều đệ tử kiếm tông tập trung trước các kiếm tháp ở Vạn Châu. Mọi người đều đang nhìn màn sáng phía trên kiếm tháp, trên đó có kỷ lục mới nhất của 4 tầng. Chỉ trong vài giây. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều đệ tử kiếm tông đều cảm thấy khó tin. Thử thách ở kiếm tháp khó hơn quy trình thi đấu bình thường gấp 10 lần, mà có người lại có thể phá vỡ nó trong thời gian ngắn. Lẽ nào là thiên tài của Tổng viện phái đến cải trang thành người tham gia? Tiếc là người đó vẫn luôn ẩn danh. Thế nên mọi người đều không biết rốt cuộc là ai,
cũng không biết rốt cuộc là thiên tài ở nơi này đang ở trong đó. Lúc này tông chủ và viện trưởng kiếm tông ở các châu lớn cũng bắt đầu thầm quan sát, hơn nữa còn điều tra. Cuộc thi vạn châu sắp được diễn ra, bây giờ đột nhiên lại có một thiên tài xuất hiện, có thể sẽ phá vỡ tình thế của mọi người. Kiếm tông ở Nam Châu. Một kiếm tu thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào kiếm tháp, thiếu niên mặc đồ trắng, đeo thắt lưng màu đen, thân hình thẳng tắp, sau lưng đeo một vỏ kiếm, nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, đôi mắt sắc bén, mặt tuấn tú nhưng lại có khí chất bức người. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh kiếm tu thiếu niên, ông ta nhìn màn sáng trên kiếm tháp, nói có áp lực không? Thiếu niên nhìn chằm chằm màn sáng có. Nói rồi y ngừng lại một chút, sau đó nói, nhưng ta sẽ thắng, lần này ta sẽ giành được hạng nhất cho Nam Châu, củng cố Nam Châu, củng cố nhà họ Diệp, ta muốn Diệp quân huynh tự hào về ta. Giọng y rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ánh mắt ông lão hiện lên vẻ vui mừng, người đàn ông trước mặt tên là Diệp Thần, là thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt nhất sau Diệp Quân và Diệp Khải trong thế hệ trẻ của nhà họ Diệp ở Nam Châu. Chưa đến 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới tuế nguyệt tiên, hơn nữa còn là kiếm hoàng. Y là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Nam Châu hiện nay, cũng là con át chủ bài lớn nhất của Nam Châu lần này. Bảng kỷ lục được làm mới rồi. Lúc này có người bỗng ngạc nhiên thốt lên, chỉ thấy màn sáng xuất hiện mấy chữ lớn, tầng thứ 5, vài giây. Ẩn danh. Tầng thứ 5, vài giây. Mọi người đều ớn lạnh. Thấy thế, ánh mắt ông lão bên cạnh Diệp Thần cũng hiện lên vẻ khó tin. Diệp Thần chậm rãi xoay người rời đi. Cho dù là ai, y cũng sẽ đánh bại đối phương. Lần trước Nam Châu bị An Khinh Hàn của Thanh Châu quét sạch, đó là sự sỉ nhục rất lớn với Nam Châu. Nhiều năm như vậy rồi, Nam Châu không thể ngẩng đầu lên khi ở Thanh Châu, ở bất kỳ đâu, thiên tài Nam Châu khi nhìn thấy thiên tài Thanh Châu đều sẽ thua kém một bậc. Vì Nam Châu, vì nhà họ Diệp, vì Diệp Quân Huynh, kiếm tông ở Thanh Châu. Lúc này các thiên tài kiếm tông Thanh Châu cũng đứng trước kiếm tháp. Trên một ngọn cây nào đó, một cô gái tư thế hiên ngang đang nhìn chằm chằm kiếm tháp, cô gái này là Diệp Trúc Tân. Diệp Trúc Tân nhìn kiếm tháp đó, nhíu mày, cô ấy cũng không ngờ lại có người có thể liên tục qua được 5 vòng, hơn nữa còn chỉ mất vài giây. Thật ra vượt qua 5 vòng không đáng nói, đáng sợ là chỉ mất vài giây để vượt qua thử thách. Đây là thiên tài ở châu nào thế? Diệp Trúc Tân cảm thấy ngờ vực và tò mò, không nghĩ nhiều. Cô ấy xoay người rời đi, tiếp theo cô ấy phải bế quan rồi. Ở một bên khác, một người đàn ông cũng đang nhìn kiếm tháp, chính là An Mộc Cẩn của nhà họ An. An Mộc Cẩn nhìn kiếm tháp đó, cười nói, đúng là thú vị, xem ra cuộc thi vạn châu này lại có thêm rất nhiều người chưa được biết đến. Ở một bên khác, một thiếu niên kiếm tu cũng đang nhìn chằm chằm vào kiếm tháp, người này chính là Kỳ Thương. Khi Diệp Quân bước vào kiếm tháp, y cũng hơi khiếp sợ. Khi Diệp Quân nhìn thấy tình trạng thê thảm của người đàn ông trước mặt rồi mà vẫn bất chấp tiến vào kiếm tháp không do dự. Điều càng khiến y ngạc nhiên hơn là đến giờ Diệp Quân vẫn chưa ra. Nghĩ đến kỷ lục liên tục được làm mới, mí mắt y khẽ giật, lẽ nào là tên này sao? Chắc không đâu nhỉ. Kỳ Thương càng nghĩ càng kích động. Tầng thứ 5. Sau khi phá được cửa ải này, Diệp Quân nhận được 300 viên linh tinh cực phẩm. Cực kỳ vui vẻ. Diệp Quân cười đến mức không khép được miệng. Cách trước mặt hắn không xa, giọng của tiểu ái số 9 lại vang lên, anh chàng đẹp trai, người thật sự không muốn để lộ danh tính làm chấn động cả vũ trụ quan huyên này sao? Diệp Quân không nghĩ nữa, nhìn màn sáng đó cười nói, khiêm tốn mới là vương đạo. Miệng mồm lẻo mép. Tiểu ái số 9 tức giận nói, tuổi trẻ thì nên ngông cuồng, tuổi trẻ thì nên nhiệt huyết. Khi còn trẻ thì nên tỏ ra ngầu một chút. Tục ngữ có câu, giàu sang không về làng như áo gấm đi đêm, vô địch thì không khoe khoang thì là đồ ngốc. Diệp Quân sầm mặt, tại sao ngươi cứ luôn muốn ra khoe ra thế nhỉ? Tiểu ái số 9 nói, ngươi không thấy sảng khoái à? Diệp Quân nói, sảng khoái cũng là ta sảng khoái, liên quan gì đến ngươi? Tiểu ái số 9 im lặng một lúc rồi nói, hình như ngươi nói cũng đúng. Diệp Quân cạn lời, chắc tên này vẫn chưa trưởng thành,
còn phải có thời gian dậy thì mới phải. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn tiểu ái số 9 cho hắn trong tay, bật cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn tầng trên, sau đó nói, ta phải đi rồi. Tiểu ái số 9 nói, ngươi không xông lên nữa sao? Diệp Quân gật đầu, ừ, tiểu ái số 9, ngươi đưa ta ra ngoài đi. Tốt nhất là đưa đến nơi vắng vẻ một chút. Tiểu ái số 9 nói, được thôi, thằng nhãi danh. Diệp Quân. Truyền tống trận hiện ra, đưa Diệp Quân biến mất. Hắn xuất hiện lại giữa một dãy núi mịt mờ, gần đó là một đầm nước. Có một cô gái đang chìm nghỉm trong đó, cả người trần như nhộng, tay chân mở rộng hình chữ đại. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí ngưng động. Diệp Quân dại ra như bị sét đánh. Tiểu ái số 9 điên rồi hay gì? Dám chơi mình một vố vậy luôn. Má nó. Sau này phải dùng thiết lập gốc cho nó. Quỳnh. Bỗng có khí tức hùng hậu nổ tung từ trong đầm nước. Diệp Quân biến sắc, cả người nhoáng lên lùi về sau, bất thình lình thấy một thanh kiếm lao tới. Mí mắt hắn giật một cái, vội vàng bẻ một nhánh cây gần đó vung ra. Nhát kiếm vô cùng ảo diệu, chạm vào điểm yếu của thanh kiếm, hóa giải 9 phần sức mạnh, nhưng một phần còn lại vẫn hất hắn té lăn cù trên đất. Vừa bật dậy, hắn đã co giò bỏ chạy. Không ngừng lấy linh tinh cực phẩm ra bỏ vào miệng. U u u. Lại nghe tiếng kiếm minh lảnh lót, một luồng khí lạnh ập đến từ phía sau. Diệp Quân vội dừng bước rồi lách mình, né tránh đường kiếm chí mạng trong gang tấc. Ồ. Một âm thanh mang theo sự hoài nghi vang lên. Diệp Quân quay lại, thấy cô gái đã mặc quần áo tử tế vào. Cô ấy trông khoảng 18, 19 tuổi, mặc váy trắng như tuyết, để tóc dài xõa vai, cầm một thanh trường kiếm trong tay phải. Dung mạo cô ấy cực kỳ xinh đẹp, có lẽ vì chuyện vừa nãy nên sắc mặt lạnh như băng. Diệp Quân chân thành nói, tại hạ không hề có ý khinh bạc cô nương, thật sự chỉ là hiểu lầm. Cô gái chỉ nhàn nhạt nói, ngươi không phải sợ, một kiếm này hạ xuống, đầu to lẫn đầu nhỏ của ngươi sẽ lìa khỏi xác, không thấy đau. Diệp Quân. Cô gái biến mất. Người này ít nhất cũng là kiếm hoàng. Diệp Quân sầm mặt, vội vàng né người, lại tránh được một kiếp. Cô gái tỏ ra kinh ngạc khi phát hiện đối phương dường như biết được mũi kiếm của cô ấy sẽ chỉ về hướng nào. Sao lại thế được? Cô gái nghiêng người, lại vung kiếm đâm tới. Nhưng vẫn bị Diệp Quân né tránh. Lần này không phải trùng hợp, mà là đối phương đã dự đoán được đường kiếm. Cô gái nhíu mày, sao ngươi làm được? Diệp Quân chỉ nói, thật sự là hiểu lầm mà cô nương. Cô gái im im nhìn hắn một hồi, thanh kiếm trong tay lại vút tới như sấm. Diệp Quân như đã biết trước mà nhẹ nhàng bước sang bên né tránh, đồng thời vung nhánh cây đập vào thân kiếm. Sức mạnh trong thanh kiếm bị hóa giải khiến nó rơi xuống. Cô gái hốt hoảng, ngươi. Diệp Quân vừa định mở miệng thì thấy cô ấy khép hai ngón tay lại chỉ về phía hắn. Kiếm quang rực lửa phóng tới. Diệp Quân hãi hùng biến sắc. Nếu chỉ so kiếm chiêu thì hắn không sợ, nhưng thêm nội công thì hắn đi đời. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng lăn người sang bên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.